Cộng Thiền Tông, Thiền Tông cách đây 2563 năm về trước. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo dạy có tất cả là 6 pháp môn. 5 pháp môn dụng công ngồi thiền hay học gồm: 1. Ngồi thiền quán tưởng hay cầu mong theo tánh ham muốn của mỗi con người, có tất cả là 37 pháp. Thành tựu cao nhất là thành thánh A-la-hán, tức thánh bất động. 2. Học lý luận về nhân sinh và vũ trụ. Thành tựu cao nhất là giảng sư đạo Phật. 3. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất. Thành tựu cao nhất là kỹ sư đạo Phật. 4. Ngồi niệm Phật. Thành tựu cao nhất là nhìn thấy được hình hay bóng của Đức Phật A-di-đà. Sau khi chết được giảng sanh lên nước cực lạc, hưởng sung sướng tột cùng. 5. Ngồi niệm câu thần chú để xuất phát ra linh thiêng. Khi còn sống làm thần y trị bệnh, sau khi chết được vào loài thần sống thực thi nhân quả của con người tạo ra. Còn pháp môn thứ 6 gọi là đạo Phật Thiền Tông. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông học này, Đức Phật không dạy ngồi thiền hay tu hành gì cả, mà chỉ dạy có hai phần. Một là giác ngộ, tức hiểu biết thật rõ ràng từ: một, con người; hai, vạn vật; ba, trái đất; bốn, tam giới; năm, Phật giới; sáu, càn khôn vũ trụ; bảy, luân hồi; tám, nhân quả, vân vân. Hai là giải thoát, tức học công thức thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi do sự cuốn hút vật lý của điện từ âm dương, để trở về Phật giới là nơi quê hương của mỗi con người nói riêng, còn nói chung là chúng sanh. Kính thưa quý vị, ở trái đất này gọi là trái đất sanh ra nhân quả luân hồi, bất cứ ai sống trên trái đất này đều phải sống theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. Nhu cầu con người ở trái đất này là tiền, danh và địa vị. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy thật rõ về bản chất của: 1. Thân Phật cấu tạo bằng gì? 2. Tánh Phật có mấy thứ? 3. Thân người cấu tạo cũng bằng gì? 4. Lý do gì có tánh người và có mấy thứ? 5. Tuổi thọ tánh người sống được bao lâu? 6. Trái đất này do ai làm ra? 7. Tuổi thọ trái đất là bao lâu? 8. Ai làm cho trái đất bị tan rã, vân vân. Kính thưa quý vị, pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy duy nhất có hai phần là: 1. Giác ngộ, hiểu biết thật rõ ràng các loài và vật sống trên trái đất này từ hữu hình và vô hình. 2. Giải thoát, ra ngoài sức hút vật lý của điện từ âm dương nơi trái đất này. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy quá rõ nên các môn đồ của Đức Phật hành nghề như sau không chấp nhận gồm: 1. Hành nghề cúng dông, cúng sao, tụng kinh và hộ niệm. 2. Hành nghề cầu siêu và cầu an. 3. Hành nghề xin xăm và xem quẻ, vân vân. Những người này cho pháp môn thứ 6 đạo Phật Thiền Tông là của bọn Ma Dương. Còn những vị tăng sau đây chửi gồm: tăng hành nghề giảng sư mà: 1. Không chịu học giáo lý đạo Phật Thiền Tông nên giảng không đúng, bị người nghe cười. 2. Tăng ham danh mê tiền, không học giáo lý, đi giảng không đúng, bị người nghe chê. Những vị tăng này chửi chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến pháp môn đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của đạo Phật, là của bọn Ma Dương dạy. Kính thưa quý vị, chùa Thiền Tông Tân Diệu hôm nay chúng ta được ngồi tự do đây giải đáp Thiền Tông. Trước hết, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chân thành cảm ơn ba cơ quan gồm: 1. Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An và ban tôn giáo của tỉnh Long An. 2. Quỹ ban nhân dân Đức Hòa và ban tôn giáo của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 3. Quỹ ban nhân dân xã Tân Mỹ, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ và ban công an xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã cho phép ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi sinh hoạt đúng theo ba luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: 1.
Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 2. Luật tín ngưỡng và tôn giáo số 2 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 3. Nghị định số 165 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ba luật này cho tất cả công dân Việt Nam được 6 quyền tự do về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc đạo gồm: 1. Tự do theo bất cứ một tôn giáo nào. 2. Tự do không theo bất cứ một tôn giáo nào. 3. Tự do theo bất cứ một đạo nào. 4. Tự do không theo bất cứ một đạo nào. 5. Tự do theo bất cứ một tín ngưỡng nào. 6. Tự do không theo bất cứ một tín ngưỡng nào. Để đảm bảo 6 phần tự do nói trên, nên Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ban hành ra Bộ Luật Hình sự số 100 tại Điều 164 và Điều 167 có khung hình phạt tù rất cao gồm: Điều 164: Cá nhân nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác, ngăn cấm không cho công dân Việt Nam thực hiện 6 phần tự do nói trên, thì cá nhân đó bị phạt tù 3 năm. Điều 167: Tổ chức nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác, ngăn cấm không cho công dân Việt Nam thực hiện 6 phần tự do nói trên, thì người đứng đầu tổ chức đó bị phạt tù 5 năm. Kính thưa quý vị, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền ba cấp của tỉnh Long An, nhất là xã Tân Mỹ, đã cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng ta tự do sinh hoạt như vậy. Chúng ta là những người trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu phải biết mang những trọng ân này bằng cách là phải thực hiện nghiêm túc các phần như sau. Phần 1. Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của Đạo Phật nói riêng, cũng là tinh hoa của nhân loại nói chung. Chúng ta phổ biến tinh hoa nhân loại này bằng khoa học, bằng thực tế thật rõ ràng, để giúp cho người Việt Nam ai cũng có đầu óc thật sáng suốt. Tin tôn giáo nào, tôn giáo đó phải đúng sự thật 100%, có lợi cho mình và có lợi cho nhiều người xung quanh. Tin đạo nào, đạo đó phải đúng sự thật 100%, có lợi cho mình và có lợi cho nhiều người xung quanh. Tin tín ngưỡng nào, tín ngưỡng đó phải là chánh tín, tuyệt đối không mê tín dị đoan. Cái đặc biệt, người Việt Nam nào hiểu Đạo Phật Thiền Tông thì có 4 sự hiểu biết gồm: 1. Biết tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng nơi trái đất này là do ai lập ra và để làm gì. 2. Biết linh thiêng là do loài nào làm ra và cũng để làm gì. 3. Biết biến chuyển vật hữu hình như thế nào. 4. Biết biến chuyển vật vô hình tạo ra những hiện tượng lạ là để làm gì. Người dân Việt Nam nào biết được 4 phần nói trên thì những người chuyên gieo rễ mê tín dị đoan dù có mánh khóe cỡ nào cũng không lường gạt được ai. Những người hành nghề lường gạt người khác hết đất sống. Chính quyền không cần dẹp những người này mà tự họ bỏ nghề lường gạt. Kính thưa quý vị, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng có dạy, Đạo Phật Thiền Tông ra đời là để phá tà tông, tức phá tất cả mê lầm của con người, nhất là những người chuyên gieo rắc mê tín dị đoan. Kính thưa quý vị, ngày nay Đạo Phật Thiền Tông đã công bố ra tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, không phá tà tông như Lục Tổ dạy, mà chỉ để điều chỉnh lại Đạo Phật đi đúng với tinh thần của Đạo Phật, chứ không phá, gồm 9 phần chánh như sau. Phần chánh 1: Tổ sư Thiền có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền Tông từ thời Đức Phật dẫn đi để đến đời Mạt Thượng Pháp công bố ra. Thầy không có nhiệm vụ này cũng vì danh và tiền tự xưng mình là Tổ sư Thiền, ngồi đó để những người có đầu óc mê muội đến lại và cúng tiền cho mình xài hả hê. Chắc chắn 100% bị nhân quả kéo vào làm hoa báo vì tội hám danh và mê tiền này. Phần chánh 2: Thiền sư phải có 3 phần như sau. 1. Phải tìm học cho thuộc quyển giáo lý Đạo Phật Thiền Tông. 2.
phải được Tổ sư Thiền Tông phong Thiền Tông Sư cho mình. 3. Phải học cho rõ thông chính pháp môn thiền của Đức Phật dạy. Thầy nào có đủ 3 phần nêu trên thì mới gọi là thiền sư. Vị thầy nào vì hám danh và tiền tự xưng mình là thiền sư, ngồi đó để những người có đầu óc mê muội đến lại và cúng tiền cho mình xài hả hê, vị thầy này chắc chắn 100% bị nhân quả kéo vào làm hoa báo vì tội hám danh và mê tiền này vậy. Phần chánh 3. Giảng sư đạo Phật. Thầy này phải học thông 3 phần như dưới đây. 1. Phải tìm học cho thuộc quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. 2. Phải học thông tất cả về các tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng giáo. 3. Phải học thông tất cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hôn nhân gia đình, các ngành nghề, công, nông, lâm, ngư, v.v. Vị thầy nào đạt chuẩn như nói trên thì mới gọi là giảng sư đạo Phật đúng nghĩa. Thầy nào vì hám danh và mê tiền tự xưng mình là giảng sư đạo Phật hay mua bằng giảng sư, đi đây đi đó giảng cho người khác nghe để những người mê muội đến nghe và cúng tiền cho mình xài hả hê, chắc chắn 100% vị thầy này bị nhân quả kéo vào một trong hai nơi như sau. 1. Vào tầng địa ngục thứ 18 để trả nhân quả. 2. Hoặc làm hoa báo để trả nhân quả vì tội hám danh và mê tiền này. Còn mua bằng giảng sư đạo Phật thì nhân quả tăng gấp đôi vậy. Phần chánh 4. Treo bảng hiệu chùa. Đạo Phật có tất cả là 6 pháp môn tu. Thầy trụ trì chùa tu theo pháp môn nào của đạo Phật thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng, thành quả ra sao và thời gian bao lâu. Phần chánh 5. Cúng, tụng, cầu, xin, lại, cúng sao, hộ niệm, trục vong, vân vân. Các phần này là của đạo lão, hãy trả lại cho đạo lão. Đừng vì tiền mà mang vào chùa kinh doanh, người chi thức họ chê cười. Phần chánh 6. Thiền viện là của đạo tiên, hãy trả về cho đạo tiên, để cơ sở thờ phượng của đạo Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật. Đừng vì tiền mà mang Phật vào thiền viện thờ để người không biết đến cúng tiền. Nếu thiền viện không chuẩn hóa lại thì bị người chi thức chê cười. Phần chánh 7. Tu viện là của đạo thánh, hãy trả về cho đạo thánh để cơ sở thờ phượng của đạo Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật. Đừng vì tiền mà mang Phật vào tu viện thờ để người không biết đến cúng tiền. Nếu tu viện không chuẩn hóa lại thì bị người tri thức chê cười nặng nề lắm đó. Phần chánh 8. Đình, nơi thờ thành hoàng bổn cảnh, nơi thờ hồn thiên sông núi, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ. Người dân nào muốn cúng thì đến nơi này cúng thì rất đúng. Còn cúng trong chùa là sai, nên chỉnh lại. Nếu không chỉnh lại tự tạo nhân quả thật nặng vậy. Phần chánh 9. Miếu là nơi thờ thành hoàng bổn cảnh, nơi thờ hồn thiên sông núi, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ. Người dân nào muốn cúng thì đến nơi này cúng thì rất đúng. Còn cúng trong chùa là sai, nên chỉnh lại. Nếu không chỉnh lại tự tạo nhân quả thật nặng vậy. Kính thưa quý vị, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi nắm được quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, nên biết các phần nói trên, nói ra cho quý vị biết vậy thôi. Nếu quý vị tu theo đạo, muốn giác ngộ và giải thoát thì thực hiện theo lời của Đức Phật đã dạy. Còn quý vị tu theo đạo Phật, ham danh mê tiền thì muốn làm gì tùy ý. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi chỉ có bổn phận nhắc nhở lại lời của Đức Phật dạy như vậy thôi. Kính thưa quý vị, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi được tự do đứng và ngồi đây sinh hoạt đạo Phật Thiền Tông, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Chính quyền các ngành của xã Tân Mỹ cũng như của huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đã cho phép Ban quản trị chúng tôi đúng theo 3 luật pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như nêu phần đầu. Vì ân trọng đại này, đối với quốc gia Việt Nam, chúng ta phải có bổn phận giữ gìn, không nghe kẻ xấu nói bậy. Đối với địa phương là xã Tân Mỹ này, chúng ta phải có 4 bổn phận. 1.
Khi địa phương có chủ trương gì lợi ích cho xã và nhân dân thì chúng ta ủng hộ với tinh thần cao. 2. Về tạm trú ở chùa qua đêm thì phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật an ninh địa phương là khai báo trung thực. 3. Về môi trường, chúng ta không làm tổn hại. 4. Về an ninh, chúng ta không làm mất an ninh ở địa phương. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ vấn đáp Đạo Phật Thiền Tông lần thứ tư này. Ban tổ chức yêu cầu quý vị thực hiện nghiêm chỉnh 5 phần hỏi như sau. 1. Hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi. 2. Ý hỏi phải thật rõ ràng, xoay quanh về Đạo Phật Thiền Tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã xin phép chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An xin công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. 3. Quý vị muốn hỏi gì cũng được, từ vô hình hay hữu hình về Đạo Phật Thiền Tông cũng được. 4. Quý vị muốn hỏi về thành quả của pháp môn Đạo Phật Thiền Tông ở góc độ nào cũng được. 5. Nếu ban tổ chức chúng tôi trả lời không đúng ý câu hỏi thì quý vị được quyền nhắc nhở chúng tôi phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Vậy trân trọng kính mời quý vị đặt câu hỏi. Xin mời Thiền gia Anh Tuấn điều khiển chương trình. Xin mời. Alo. Xin có đôi lời lưu ý với quý vị đặt câu hỏi. Bàn bên trái phía trước chúng tôi là bàn tiếp nhận câu hỏi. Quý vị về Phật tử hay những độc giả muốn đặt câu hỏi về Đạo Phật Thiền Tông thì xin nộp giấy hoặc nộp về bàn tiếp nhận. Xin lưu ý rằng các câu hỏi nêu trên phải đúng trọng tâm, ngắn gọn, không viết quá dài dòng. Để bắt đầu phần hỏi đáp, chúng tôi xin mời những vị đăng ký trước chuẩn bị. Đầu tiên xin mời chú Trần Văn Trà ở Tây Ninh đặt câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, tôi Trần Văn Trà ở Gò Dầu, Tây Ninh. Xin hỏi bác Diện Chủ 8 câu. Để tiện gì hỏi con hỏi câu nào á, trả lời câu nói. Câu 1. Xin cho biết ngày xưa Đức Phật dạy đạo như thế nào? Nhờ bác trả lời. Ngày xưa Đức Phật tổ chức dạy đạo đó, ông là một người toàn năng toàn giác, tất nhiên biết hết. Nhưng mà cái thế giới loài người là cái thế giới sức hút quy lực nhân quả âm dương, khó mà dạy cái chân lý á, coi là cái chân thật của đạo Phật được. Vì thế mà đầu tiên ông có dạy cái bài pháp bụi trần để nói về cho anh em năm Kiều Trần Như và bốn người bạn biết, chỉ phân tích thôi. Phân tích tánh Phật nè, rồi tánh người, rồi cái không gian. Để cho còn cái vấn đề mà cái tốt quỷ của đạo Phật đó, ổng khi 24 tuổi, ổng đã đến nước Giang Lan, ổng gửi rồi. Vì thế mà sau đó thì ổng dạy năm pháp môn tu. Thứ nhất là tu tiểu thừa, nó có 37 pháp quán và tưởng. Mà cái pháp quán và tưởng này thành tựu cao nhất đó là thành thánh A-la-hán, tức thánh bất động. Tại sao người ta gọi là thánh bất động? Vì vô đó ngồi yên lặng bất động thì nó sẽ phát ra cái lực dương. Thì người ta chứng, mà nếu cái Phật lực dương này nó có 18 cái cấp để phát chứ không phải một đâu. Nếu mà phát lần đầu thì có diệt được cái kia bằng diệt được cái thân tứ đại này. Đó. Thì trong lịch sử Phật giáo á, cái thiền tông này duy nhất chỉ có Đức Phật đạt được thôi, ở cái thánh A-la-hán này. Còn mấy ông kia đạt cao lắm là tới năm bậc thôi, không lên được, là nó rất khó. Duy nhất Đức Phật đạt được 18 cái thành quả dùng siêu quần của thần thông đó. Đó là cái pháp môn thứ nhất. Còn pháp môn thứ hai đó, khi mà ông giảng 37 pháp quán này xong 15 năm sau đó, ông mới tổ chức lý luận và cho hỏi tất cả để phá tất cả những cái gì mà có thành tựu trong vật lý này, thì gọi là trung thừa. Mà người mà học được thông cái này đó thì trở thành một giảng sư đạo Phật. Đó là pháp thứ hai. Còn pháp thứ ba đó là đại thừa, là ngồi suy tư hữu dụng vật chất. Nếu mà anh hiểu được nó đó thì mình là một kỹ sư đạo Phật. Nhưng mà cái thời gian không ai đạt được, duy nhất chỉ có Đức Phật đạt được cái này thôi.
Vì thế mà pháp môn Đại Thừa mình không thấy nó lưu hành. Nhưng mà hiện giờ có nhiều người đó là tôi tu Đại Thừa, đây là người ta hám danh ta nói thôi, chứ Đại Thừa không phải vậy. Trong cái lúc mà giảng về cái pháp môn Trung Thừa đó, thì rất nhiều người hỏi về cái các cõi trời đó, thì ổng mới dạy cái pháp môn Tịnh Độ. Rồi có nhiều người hỏi về cái vô hình ở đây nè, cái thần thông ở trái đất này nè, thì ổng có dạy là niệm chú. Vì thế mà Đức Phật dạy tất cả ban đầu 45 năm đầu gọi là 45 năm đầu gọi là pháp môn tu hành có chứng đắc theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này. Đó là cái câu hỏi. Thì còn cái pháp môn sau cùng đó là ổng dạy Thiền Tông vào năm thứ 46, 47, rồi 48 kiểm thiền, 49 đưa cái dòng Thiền Tông đi. Rồi tôi hỏi xong câu, trả lời xong câu 1 á. Dạ, qua câu thứ 2, xin cho biết ngày xưa các đạo lập ra để làm gì? Lập đạo nó có 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất á, khi mà con người sống thời kỳ đồ đá đó, mà bước vào cái bộ lạc á, thì nên nhớ rằng hồi xưa đất đai nó rộng lắm, nguyên cái đất này đều phải có mấy trăm triệu người thôi, thì không ai giành đất ai đâu, mà không ai giành quyền lợi ai đâu. Khi mà lập bộ lạc rồi á, thì bộ lạc mới tổ chức, mà tổ chức bộ lạc nó yếu thì phải cống hiến vật chất gì đó cho cái bộ lạc mạnh. Vì thế mà ông thần mới lập ra cái đạo thần. Ông thần đó, thần đó thì mình có 4 cái đẳng cấp. Một cái đẳng cấp thần chủ thế giới để mà quản lý cái thế giới này về tâm linh. Vì thế mà ông mượn xác một vị để mà thành lập cái đạo thần, và có tuyên bố ở đây là ai cũng là anh em hết, đừng có tranh giành, nếu mà người nào tranh giành ta bẻ họng chết. Ông hù vậy thôi. Đó là đạo thần lần thứ nhất. Vì thế mà cái đạo thần đó, lúc đó nó phát triển hết. Rồi cái thời kỳ thứ hai là bước vào thời kỳ đồ đồng. Khi mà thời kỳ đồ đá mà bước vào thời kỳ đồ đồng đó là 4.000 năm. Bước vào thời kỳ đồ đồng là bắt đầu con người ta bắt đầu có chữ viết á, thì người ta thành lập quốc gia. Vì lẽ mà thành lập quốc gia thì nó phải có cái tất cả dân ở trong quốc gia phải hiểu được cái sự thật này. Vì thế mà có một vị cái thời này gọi là Thái tử Đà Đạt Đa đó, tu Như Lai Thịnh Tịnh Thiền, chứng được ngũ nhãn, tức là con mắt Phật là cao nhất. Vì thế mà ông giải mã được tất cả những cái này. Ông cho biết là từ nhân sinh vũ trụ quy luật nhân quả luân hồi. Đó là cái thời kỳ ông giải thôi, nhưng mà đều đem áp dụng không được. Thì cái pháp môn này phải truyền đi. Đó là thời kỳ thứ hai lập đạo. Còn thời kỳ thứ ba lập đạo đó, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 522 năm sau, thì một vị thánh đứng lập ra đạo gọi là đạo trời. Tôi chỉ nói đạo trời thôi. Vì đạo trời người ta giải thích đó, tất cả những gì ở thế gian người sống thế này nè, chết sau cùng phải lên trời ở, nếu người nào tu. Đó là ba thời kỳ lập đạo. Nhưng có một điều á, cái người đó là ai lập? Do một thánh chúa ở thế này, tôi nói thánh chúa thôi. Còn anh tu theo đạo Phật, anh phải dùng trí tuệ những lời tôi nói, tìm hiểu cái này. Mượn xác người để lập ra đạo này. Đạo này á, là nó lấy gì tinh hoa nhân loại trong không gian này nè, chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà có một điều nó không lấy được là nó không lấy được cái sự thật. Mà nó chỉ lấy giống như là cây á, mà lấy lá thôi, chứ không lấy được cái gốc rễ. Vì thế mà cái đạo này đó, nhưng mà nó phát triển rất mạnh. Thứ nhất về văn học nó phát triển rất mạnh, và về tín ngưỡng nó phát triển rất mạnh, mà không ai phá vỡ được cái này. Đó là thời kỳ thứ ba. Vì cái thời kỳ thứ ba này nè, người nào á mà hiểu đi theo cái đạo gọi là đạo trời này nè, văn minh rất cao, tiến bộ rất cao. Để chi? Để nó phá hủy cái trái đất này đúng theo cái chu kỳ của nó là thành trụ hủy diệt.
À, thì bây giờ á, hôm nay á, thì cái Thiền Tông bắt đầu đã công bố ra rồi, thì những cái lời tuyệt mật này được công bố ra. Giờ anh hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu 3. Xin cho biết Đạo Phật chủ trương tu có mấy pháp môn và tu như thế nào? Đạo Phật thì có 6 pháp môn tu. Thí dụ anh muốn thành A-la-hán thì ngồi thiền dũng công làm cho cái bằng dẹp cái lăng xăng của mình đó, thì nó trở thành thanh tịnh. Thì người ta gọi là thanh tịnh là nó bất động, thì người ta nói là tiểu thừa. Tiểu thừa đó là tu sau cùng thành thánh bất động. Còn thứ hai là tu lý luận để nói cho hay, để kiếm tiền. Cái người nào cũng vậy nè. Nhưng mà nên nhớ là tu tiểu thừa hoàn toàn không có lấy tiền nha. Mà tu thứ hai kêu bằng làm giảng sư là lấy tiền nhiều lắm. Còn đạo thứ ba cũng vậy. Đạo thứ ba là đạo Phật. Nếu nó không có thành công, nhưng mà giờ không có được chứ, sự thật nếu thành công thì tiền vô như nước rồi đó. Đại thừa đó, bây giờ chưa có ai đạt được cái này. Còn mật chú, đây là nó có hai cái tham vọng của con người. Muốn ở lại thế giới này nè, làm cái gì cũng hơn người, để có thần thông mà. Rồi sau chết, con không yên đâu, sau chết muốn làm thần để điều hành tiếp. Đó là thứ tư, còn ở thứ năm là niệm Phật. Niệm Phật đây là những người cũng có tham vọng ở đây. 5 phút ta thấy Phật rồi đi khoe người này kia, rồi khi mà chết ta giảng sanh lên nước cực lạc sống. Nhưng mà trong cái đạo Phật niệm, trong cái niệm Phật này nè, nó có cái quan trọng nhất tại người ta không để ý. Cái đạo Phật này anh giảng sanh á thì anh phải kèm theo cái làm từ thiện. Có nghĩa là anh muốn đến giống như mình ở đây, muốn đi nước nào thì phải chuẩn bị tiền. Chứ nếu anh muốn đi mà anh có tiền hoàn toàn không được. Thành ra cái đạo niệm Phật này coi chừng, nó sai là sai chỗ này. Anh muốn tu niệm Phật là anh phải giàu, là phước thiện cho nhiều. Còn nếu không thôi đừng tu, mất công lắm. Trời, còn cái pháp môn thứ 6 là Thiền Tông đó, hiện giờ đang công bố ra rồi đó. Là có 2 con đường giúp người ta giác ngộ là hiểu biết. 2 là chỉ con đường trở về Phật giới. Mà hồi nãy đã truyền thiền rồi, có con đường Phật về Phật giới đó. Nãy là 7 người đã đi đó. Mà cái này nó rất thực tế. Vừa rồi thì tỉnh An Giang có một người đã về. Rồi hiện giờ có một vị ở Hà Nội 93 tuổi. Khi đi ra rồi, ông thần ông nói thế này: thôi bây giờ bà biết đường về rồi, tôi quản lý, đáng lẽ cho bà đi, nhưng mà tôi cho bà sống thêm mấy năm nữa. Bà trở lại tạo công đức, vì công đức bà ít quá. Để về bến làm một Phật lớn chút, chứ để cái Phật có chút xíu coi không được. Thì bà nó có bổn phận phải trả lại và thông báo rằng đường đi tôi đã biết. Thì những người tu Thiền Tông yên chí rằng nếu mà cứ theo dõi cái bà cụ 93 này thì sẽ học hỏi thêm để mà kinh nghiệm con đường về Phật giới. Chứ còn mình truyền thiền rồi mình nói thì mình chưa có chứng kiến được, giờ phải để bà đó bà trả lời, bà sẽ diễn tả mà, diễn tả cho đi, mình về sau mình yên lòng một chút. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu 4. Xin cho biết muốn thành lập đạo thần, đạo thánh hay đạo tiên, phải tu như thế nào mới thành lập được? Trước mắt một người muốn thành lập đạo thần, đạo thánh, đạo tiên thì trước mắt con người đó phải thích linh thiêng. Căn bản anh phải thích linh thiêng và anh thích ngồi thiền. À, 2 cái này. Mà anh đạt linh thiêng ngồi thiền đạt chuẩn rồi, anh muốn cái gì? Anh muốn thành, anh muốn làm cái đạo mà nó có cái tính cách mà gọi là thần bí á. Thấy không? Cái thánh bách mà nó mạnh mẽ thành bí. Thì ông thần có hai cái gọi là có 2 vị thần, 2 rồi. Một là thần chủ thế giới phải nhập vô anh và anh lập đạo lớn á. Còn nếu mà thần dùng, thần tuyệt đối là thần chủ quốc gia không làm được nha, mà thần dùng nhập vô thì anh lập thành cái đạo nhỏ chút. Còn nếu mà thần thừa hành á, thì nó chỉ là tín ngưỡng thôi đó. Thì cái kia cũng vậy, đạo thần, đạo thánh, nó cũng phải cái đẳng cấp này. Có nghĩa là thành lập đạo lớn, đạo thánh gì thì anh cũng phải có cái tiêu chuẩn ngồi thiền và ham muốn. Rồi thứ nhất, ông thánh á, ông thánh gọi bằng
thánh trưởng quốc gia, thế giới mới nhập vô thì anh mới làm được, chứ còn thánh nhỏ không không làm được. Vì trong cái thế giới này kêu bằng vị thánh trưởng của thế giới được quyền làm cái này. Thì bây giờ Thiền Tông ra đời, người ta nói cho rất rõ rằng đẳng cấp của các cái đạo to đó và đạo thế giới, thí dụ cái đạo A, B gì không biết, nhưng mà thế giới công nhận thì do thần chủ, do kêu bằng thánh chủ thế giới phải nhập vào. Còn những cái đạo nhỏ nhỏ, thí dụ như cái đạo chẳng hạn như vừa rồi nó có như đạo dừa đó, thì đây là chỉ là thần dùng thôi, thần dùng nhập vô ăn dừa rồi nó tu tiêu bố gì đó, rồi giết gì đó giết ha. Hoặc là vô núi á, thì thường thường ta nói ở trong núi nó có cái đạo ông này lập ra đạo gì gì đó, đó là của thần dùng thôi. Thì tiên cũng vậy, tiên nó cũng nằm trong cái dạng này. Tiên là cái mục đích sau cùng là trở về bồng lai tiên cảnh, tiên cảnh sống, mà do cũng vì gọi là vị thánh thế giới. Nên nhớ rằng ba căn bản thần, thánh và tiên là phải thần chủ thế giới, cái bằng thánh chủ thế giới phải đứng ra lập. Vì ông đó mới có cái khả năng, ông khả năng nhìn được trong không gian, ông nhìn thấy những hình ảnh và ông lấy được cái lý thuyết của cái đạo đó, ông viết lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ hỏi câu 5. Xin cho biết tại sao cô hồn Chúa nhập xác mà thân người có khả năng phát ra linh thiêng không? Bởi vì thần trong hồn Chúa là ta là cõi âm. Còn cái người mà nhập xác đó, cái người đó là họ thích linh thiêng thì nó mới nhập được, hai cái này nó trung hòa nó mới nhập được. Nên nhớ là con người của mình nó là điện từ âm dương và tứ đại. Điện từ âm dương nó chỉ cuốn hút thôi, mà tứ đại nó chỉ nói thôi, là giống như máy nói thôi. Mà muốn ra thành lập cái linh thiêng nữa đó thì cái gì thánh đó anh phải nhập vô. Nhập vô rồi muốn nói gì nói, chứ còn không có cái thứ chuyện này. Nhưng mà đến giờ thần chỉ nhập duy nhất là để hù dọa người ta thôi. Còn thánh nhập ra thì nói linh thiêng quyền bí, cúng này cũng kia, chính ông thánh. Mà tôi nói ông thánh thì nên sử dụng trí tuệ để biết ông đó là ai. Tôi đã nói ẩn ẩn dụ dụ rồi nhiều lần rồi, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Vậy Đức Phật Thích Ca lập ra đạo có phải là do cô hồn Chúa nhập xác của Thái tử Tất Đạt Đa không? Thái tử Tất Đạt Đa lập á, mình nên nhớ là ổng là người toàn năng toàn giác, được ngũ nhã. Thánh thần gì cũng sợ ổng, không dám lại gần luôn. Nhưng mà đứng ở sao xá phá thì được, chứ hoàn toàn không dám lại gần thì làm sao nhập xác được. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca dạy đạo sử dụng bằng tánh Phật dạy đạo, thấy không? Tánh Phật nó còn trùm khắp hơn mấy ông kia mà. Muốn nói gì ông cũng biết hết. Duy nhất trên thế giới chỉ con Thích Ca mới dạy đạo trùm khắp mọi nơi. Vì thế mà trong đạo Phật có câu là Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Đó, chỉ duy nhất cái này. Chỉ con Thích Ca là mình gọi là ông là toàn năng toàn giác. Chứ Phật là trùm khắp thì mình gọi là Đức Phật. Chứ gọi ông là cái ông kia bằng trí tuệ toàn giác, toàn năng toàn giác thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 7. Xin cho biết Đức Phật có tam minh là gì? Tam là ba, minh là cái sáng. Thiên nhãn minh thấy được cõi trời, túc mạng minh thấy đầy đủ tất cả những sinh vật nhỏ sinh lớn lớn ở trên đất này. Lậu tận minh có nghĩa là thấy nghe bằng thấy tận cùng của vật chất. Nó là tam minh, thấy không? Thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Rồi có hỏi tiếp. Câu sau cùng. Xin cho biết Đức Phật có lục thông là gì? Trong câu này đó thì nó nằm ở trong cái dạng là Đức Phật có tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất động. Cái câu này là cái câu gói gọn chỗ một gì toàn năng toàn giác. Thì giờ tôi trả lời gì lục thông. Thấy không? Hỏi lục thông. Mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, cái gì cũng thông hết. Con mắt nhìn cái gì thông, bức tường không cản được à. Tai nghe không cản được. Đó gọi là tam minh lục thông. Đó là lục thông của một vị Phật. Rồi. Xin hết, xin chào. Xin cảm ơn chú Trần Văn Trà.
Tiếp theo là xin mời chị Hoàng Thị Thủy ở quận 12 đặt câu hỏi ạ. Kính thưa viện chủ, tên con là Hoàng Thị Thủy, con đang cư ngụ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin được hỏi viện chủ một số câu mà đã từ lâu con rất muốn hỏi nhưng không nơi nào dạy con. Câu số 1, ở trái đất này có rất nhiều đạo, vậy đạo Phật có khác gì với các đạo khác hay không? Trái đất này nó có nhiều đạo, đạo Phật nó khác hẳn cái đạo khác. Thí dụ giờ đạo trời thì ta nói gì của trời thôi, đạo thần ta nói gì cõi thần, đạo thánh nói gì cõi thánh, đạo tiên cũng vậy, đạo mẫu cũng vậy. Mà cái đạo Phật này nè, nó nói trùm hết mà nó chia ra 6 pháp môn. Pháp môn thứ nhất á, anh muốn chứng cái gì có đáp ứng được. Thứ hai, anh làm giảng sư thì cũng có đáp ứng cho anh. Thứ ba, kỹ sư. Thứ tư, giảng sanh. Thứ năm, có thần thông. Cái thần cái còn cái pháp môn thứ sáu này là chỉ đi ra khỏi quy luật nhân quả luân hồi của trái đất, gọi là trong trong cái pháp môn thứ sáu này ta sử dụng có hai lần, hai danh từ thôi, giác ngộ. Là anh phải hiểu biết hết, giải thoát, anh đi ra quy luật này nè, nó khác cái chỗ đó đó. Gọi là đạo Phật là trùm khắp mà, trùm tất cả. Còn các tôn giáo kia, các tín ngưỡng, các đạo hoàn toàn là nói một khía nhỏ, cạnh nhỏ. Ở duy nhất chỉ có đạo trời thì nói được một cái hành tinh của Thượng Đế thôi. Còn tất cả đây hoàn toàn là nằm trong trái đất này hết. Là thần thì nó chủ trương nói về thần, đạo thánh thì nói về hiển linh, đạo tiên thì hiển sung sướng. Nó đại khái, đạo Phật nó khác ở chỗ đó đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 2. Đạo Phật là tinh hoa của nhân loài, cớ sao các vị thầy tu theo đạo Phật hiện nay lại không có nơi nào, chùa nào dạy? Bây giờ tất cả những vị thầy á, nói đúng ra vô đạo Phật không học được cái giáo lý. Mà vô đạo Phật cái đa số cắt chùa ra để làm gì? Để kiếm tiền. Mà để sao? Thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai sau cùng là kiếm cái địa vị. Tất cả các thầy tu đây sao? Trước là kiếm tiền, sau kiếm danh và địa vị. Có vậy thôi thì làm sao mà hỏi sao được mà giải giác ngộ, giải thoát được. Đó, thì suy nghĩ vậy đi. Tôi cũng dính vô đây, nó dính theo cái quy luật. Ở trong nhà nó dính cái nhà, xuất gia vô cái chùa nó dính cái chùa. Cái chùa phải cho to rồi sao giải thoát được. Cái gì trên thế giới này vô mà dính rồi thì cái bắt buộc là không thoát ra được đâu. Vì thế mà đâu có, bởi vì người ta vô tu ta kiếm tiền, kiếm danh và kiếm cái chùa to, kiếm gì gì rồi làm sao dám giải cái này. Giải cái này nó buông, mà nó buông tất cả những thế giới này. Vì thế mà mấy thầy không có dám học giáo lý cái này. Chứ giáo lý nó có chứ không phải không, nó có trâu nổi nhưng mà tại ta không hiểu. Rồi, có hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 3. Mục đích của đạo Phật là dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao các chùa và các thầy không nơi nào dạy? Là vì người ta đã nói trên rồi, tu để kiếm danh, kiếm tiền, kiếm lợi, làm chùa to thôi, chứ đâu có giải thoát. Cái gì ở trên đất này mà anh dính là anh dính cứng nè. Trích cái chùa, dính cái chùa rồi sao, khi chết sao? Phải đầu thai lại. Nên nhớ là muốn trở lại đầu thai mà giữ cái chùa không phải dễ đâu. Anh đừng có được tạo cái ác. Chứ anh vô làm qua báo đi, làm sao để giữ cái chùa được. Nó quy luật vật lý mà, thế giới này anh muốn trở lại thì nên nhớ rằng anh phải làm sao đúng tư cách của một con người. Nhưng mà tôi nói thật nha, tất cả những người mà xuất gia rồi đó hoàn toàn từ bỏ dòng tộc, đi theo cái quy luật của người tu. Người tu lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Xuất gia bỏ nhà vô chùa, đi theo quy luật người tu. Giống như mình ở thế gian này, anh bỏ nhà ra đi, anh làm giang hồ rồi đó, anh không có vô nhà được đâu. Đó, phải nói vậy cho biết đó. Giờ hỏi tiếp đi. Câu số 4. Quyển Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, hiện nay giáo hội Phật giáo không cho tái bản, vậy chùa Thiền Tông
có ảnh hưởng gì không? Cái đó cái quyền ký chứ phải giáo lý đâu, phải không? Cái quyền ký chưa cấm không cho tái bản, còn cái giáo lý chưa nói tới. Thì nói đúng ra đó, thì cái quyền ký này đó, nó đúng ra đó, bây giờ không tái bản không thành vấn đề. Ai muốn biết photo ra, bởi vì nó lưu hành hợp pháp mà, tôi photo. Còn cái vấn đề mà xuất bản là không. Đây là cái nhiệm vụ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hai cái nhiệm vụ: dạy người ta giác ngộ và dạy người ta thoát, cấp cái bằng hoặc là cấp công thức đi về Phật giới là xong rồi. Còn bây giờ cái này á, thì dân dân người ta không hiểu thì ta tìm cái quyền ký này ta đọc, mà giờ không cho xuất bản thôi thì nhân dân mù, ông thầy cũng vậy, mù mà đi kiểm có là thôi. Thì cái này hai cái người: một, nhân dân Việt Nam không hiểu; hai, tu sĩ Phật giáo Việt Nam không hiểu. Hai cái thành phần này là bị ảnh hưởng đó, chứ chùa Thiền Tông không có. Chùa Thiền Tông tất cả anh em đi tu đều hoàn toàn có quyền ký hết, thành ra không ảnh hưởng gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 5: quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, hiện nay giáo hội Phật giáo cấm không cho tái bản, vậy thì tinh hoa đạo Phật có bị mất hay không? Nó không có mất, tinh hoa lấy ra báo cho người ta không có, sao trả về không gian thôi. Rồi để cho ông Việt Đà cũng lấy ra cũng làm tiếp 10.000 năm sau. Không mất. Cái này tất cả những gì sự thật nó phải, khi một con người loài người mất hết, cũng phải trả về không gian hết. Từ điện thoại nè, rồi từ điện nè, ra là từ những kiến trúc nó trả về không gian hết. Ha, rồi những cái mà văn minh của loài người, nó tóm là tất cả những gì du hành trên trái đất này đều khi con người chết hết nó phải trả về không gian. Rồi cái thế hệ sau đó, thế hệ sau ta lấy lại ta sử dụng nữa. Đây là đúng theo quy, kêu bằng quy trình thành trụ huệ diệt của một tam giới. Bởi vì nói sao, trái đất này nó quay để nó xây nhân quả mà, xây luân hồi, quay 365 ngày trở lại cũ, rồi từ cái sức quay nó phát ra cái nhân quả. Vì thế mà con người ta sống ở đây trồng cái cây nó phải lên, con người ta sống ở đây nó bắt buộc phải lớn chứ không có nhỏ hoài. Đó, theo quy luật nhân quả luân hồi của con người ở trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 6: quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông nói ra rất sự thật, cớ sao giáo hội Phật giáo lại cấm? Cái này nó đúng là giáo hội không có cấm đâu, nhưng mà mấy ông thầy cấm. Mấy ông thầy cái là kiểu nó thật, tôi nó điều khiển giáo hội luôn, cấm chứ mấy ông thầy không cấm đâu. Tính bây giờ vừa rồi đó, nếu cấm á, tại sao mà ông Thích Thiện Nhân ông dám ký cái là cấm dân sao giải hạn? Đây là nó xóa hơn phân nửa cái tín ngưỡng của đạo Phật đó, chứ không nhỏ đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ con suy nghĩ nè, nước Việt Nam mình trên 17.000 ngôi chùa, gần 18.000 ngôi chùa, chùa nào cũng cúng hết, dám cho cái Thiền Tông này ra đời không? Cái tờ nó nói bằng sự thật rồi, làm sao ai cúng đây? Nó khổ là khổ chỗ này. Nhưng mà nên nhớ rằng nhiệm vụ của chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra được phần nào hay phần ấy. Đức Phật nói còn cái bộ phận nói, còn chuyện thành công tới đâu là cái chuyện của chuyện khác. Vậy thì bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu đã công bố ra ngày 14/5/2017 về pháp môn đạo Phật Thiền Tông đã xong rồi đó. Còn tất cả hôm nay ngồi đây trả lời là vì nhu cầu của những người không hiểu đến hỏi thì cũng phải nói vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu số 7: nhà nước ban hành bộ luật được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, vậy thì ai có quyền cấm chùa Thiền Tông phổ biến ra pháp môn này ạ? Bây giờ nói đúng ra đó, tôi nói thiệt là giáo hội Phật giáo Liên Nguyện Đức Hòa, Đức Huệ nó cấm cái chùa này nè, nó cấm sai luật. Vì thế mà tôi trả lời, nếu mà cấm đúng luật cái chùa đóng rồi, thì cấm sai luật. Nhưng mà tôi nếu mà ổng đi một bước thứ hai đó là tôi sẽ có cái phản ứng. Nhưng mà thôi, biết bước một, ổng biết ổng dừng, ổng cấm sai luật mà ổng biết dừng, thành tôi không nói. Chứ nếu ông đi bước thứ hai này thì chắc chắn là pháp luật phải đem ra sử dụng liền. Đó, thì trả lời con vậy thôi. Cái này nó cũng nhạy cảm, nhưng mà tôi tuyên bố rằng giáo hội Đức Hòa đi bước thứ hai sẽ coi chừng. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu số 8. Sự tích năm anh em người mù rờ voi, Đức Phật muốn dạy điều gì ạ? Trong cái phần này là mình phải hiểu cái thế giới vật lý này, Đức Phật có dạy có hai cái biểu tượng cho một cái mà gọi là chứng đắc, một cái là không chứng đắc. Bây giờ cái câu này tôi sẽ trả lời hai cái vế nó mới hiểu được. Ở trong trong kinh á, nó có nói là thập mục ngu đồ, có nghĩa là một người tu theo con trâu. Con trâu nó không biết vậy á, con trâu đen nó tu từ từ thành con trâu trắng, sau cùng thành con trâu. Đó là của cái thế giới vật lý, là năm pháp môn tu, sau cùng thành con trâu. Con trâu không khôn nổi đâu, con trâu vẫn là con trâu. Con trâu không cách nào thoát ra được cái này. Còn cái câu hỏi của con á là năm anh mù rồi voi, phải không? Thì năm anh mù này ví như là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, nhắm mắt lại, rờ đâu rồi đó. Nó rõ ràng à, rõ ràng năm pháp môn là cái này nè. Còn pháp môn thứ sáu là cái anh sao đứng chống lưng dồn con trâu, dồn con voi. Anh lại biết hết rồi, giờ nói sao giờ? Ông kia nói cái quạt, ông kia cái trống, ông kia cái gì thì ông cũng nói thôi chứ làm sao. Tích Thiền Tông, bởi vì khi Thiền Tông nó ra đời nó mới nói hết cái kỳ này. Chỉ Thiền Tông mới hiểu được các pháp môn kia không hiểu Thiền Tông. Vì thế mà nó có cái chuyện mà mấy ông kia chửi Thiền Tông là đúng rồi. Thiền Tông gọi là nó trùm hết, nó mở con mắt mà. Vì thế mà tu Thiền Tông, trong kinh dạy pháp liên quan, muốn tu anh phải kiến tánh, còn không kiến tánh là anh tu mù. Tôi cho anh 10 cái bằng tiến sĩ của người mù đó, mà anh tu tới hòa thượng 200 tuổi anh cũng mù nữa, anh không hiểu. Ha. Mà cái kiến tánh là sinh nó 10 tuổi mà kiến tánh cũng thấy. Vì tại sao? Hồi đó lòng nữ có 8 tuổi nó vẫn bả cứ vậy kiến tánh được vậy. Mà thấy biết. À, vì thế mà trong đạo Phật có hai cái biểu tượng, là một là thập mục ngu đồ, nói về tu vật lý. Hai, Thiền Tông nói về năm anh mù rồi voi. Mà cái anh Thiền Tông là cái anh đứng dòm á. Cái ý nghĩa đó là nó vậy. Vì cái hai cái biểu tượng này khi tôi xây cái bảo tàng thì tôi sẽ làm rất đẹp. Đây là người ta vào trong cái đạo Phật, ta nhìn thấy hai cái biểu tượng là ta biết hết. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi số 9. Địa cầu ngũ thú tạp cư, vậy thánh nằm ở đâu? Bây giờ nó ngũ thú tạp cư, thần người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bây giờ con suy nghĩ đây, con đẻ ra một đứa con á, con đặt nó tình xấu quá đi, nó ra ngoài đường á, nó lên án cái gì, nó lớn mà nó biết mà lên án cái gì, cái sanh nó tôi tên này là tôi đổi lại là ai trong thế gian này là ai? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là được quyền chuyển họ chuyển tên luôn, bởi vì nó không nhân quả mà. Thì mày bây giờ hỏi câu này thì mới hiểu được là tại làm sao có chữ thánh. Không thánh là cái gì? Thánh là hiến linh, bởi vì nó làm được, nó làm việc thì nó được quyền chuyển từ ngạ quỷ lên thành thánh. Nếu mà nó vô làm cô hồn, hồn lớn á, thì nó cũng chuyển được thành thánh. Bởi vì khi nào mà con người mà sống là với cái loại ngạ quỷ rồi, bắt đầu phải phân dân, anh vô dòng tộc để thành hương hồn hoặc hương linh vậy đó, ăn nấu nướng trong dòng tộc, rồi sau đó anh phải luân hồi để mà mang thân người, để mà làm mới có ăn nha. Thang thân người làm mới ăn, không có ngồi đó. Chỉ trường hợp anh có phước nhiều á thì người ta đưa cho anh ăn, còn không anh phải đi làm cái kiếp gọi là kiếp cô hồn khác đã. Cái kiếp này là bắt đầu muốn xưng gì xưng rồi. Kiếp này nó có 4 cái đẳng cấp. Vì thế tôi nói là cô hồn Chúa đi bất cứ nơi đâu trên thế giới này muốn thành lập gì, nói ta xin nghe thôi, nhưng mà với điều kiện ở địa phương đó phải có cái ông đó nó thích thì ông mới nhập được, chứ mà vô địa phương nó không có không nhập được. Vì thế mà tất cả những người mà thành lập tâm linh, trước nhất anh phải ham muốn, anh muốn thật mình hiểu tôi có này có kia, thì cái đẳng cấp của hồn nó mới nhìn thấy ông này sửa được không được mới nhào vô. Tìm đi tìm tất cả các tôn giáo nó nằm ở chỗ này, chứ không đi đường nào hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã xin hết câu hỏi. Chân thành cảm ơn viện chủ đã giải thích cho con ạ.
Xin cảm ơn chị Hoàng Thị Thủy ạ. Tiếp theo vị thứ ba là xin mời chị Nông Thị Nguyệt ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi ạ. Kính thưa viện chủ, con là Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1959, ngụ ở 42 Bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hỏi 8 câu hỏi ạ. Câu 1, trang mạng phatsumientay.com có thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ là 1. Ủy viên Phật giáo Quốc tế Trung ương, 2. Phó ban trị sự Phật giáo quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 3. Phó khoa triết học Học viện Phật giáo Việt Nam, nói soạn giả Nguyễn Nhân, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến đạo Phật Thiền Tông là sai với đạo Phật, vì trong đạo Phật không có pháp môn Thiền Tông. Vậy xin soạn giả cho biết ạ. Thế đúng ra ông Thượng Tọa Thích Lệ Thọ đấy, ông có những cái bằng cấp cao. Đây là nghiên cứu về trong cái vật chất thôi. Cái đạo Phật Thiền Tông này, người ta Đức Phật bí mật truyền theo dòng thần tâm, ông hiểu. Thì tôi mới kể cái lịch sử của Phật giáo. Khi mà Đức Phật ông dạy thiền, ông kiểm thiền thì ông Mahakajip mới nhận được. Thì ông có tuyên bố câu là: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, thực chỉ chân tánh, kiên tánh thành Phật. Ông Mahakajip đã đạt được cái tiêu chuẩn này. Vì thế mà hôm nay ta nhờ, ta phó chúc cho Mahakajip này bí mật truyền cái pháp môn này đi theo dòng Thiền Tông, mà lúc đó nó gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Rồi đến đời thứ hai đó thì Tổ A Nan sửa lại là Thiền Tông. Đức Phật dạy phải sửa là Thiền Tông, vì thiền này nó chỉ cái dòng nên gọi là Thiền Tông, chứ phụ chữ Như Lai Thanh Tịnh không còn phù hợp nữa. Thì cái dòng Thiền Tông này đó bắt đầu á thì nó đi qua 36 vị tổ, mà trong khi đó đó thì cái quyển mà 36 vị tổ cuộc đời ngộ đạo của ba ông này đã xuất bản, nhà xuất bản tôn giáo cho xuất bản rồi. Có nghĩa là cái pháp môn Thiền Tông này mặc nhiên được phép lưu hành tại Việt Nam do nhà xuất bản tôn giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ xuất bản ra ngoài, thì làm sao không có, nếu không có làm sao có cái này. Nhưng mà tôi nói về sâu xa, ngày xưa năm 850 có ông Tỳ, cái bằng Tỳ Kheo Đa Lu Chi, Tỳ Ni Đa Lu Chi, là đệ tử của cái ông tổ thứ 30 là ông Tăng Sáng đó, ông ngộ được cái này. Năm 850 ông mới qua Việt Nam, đến tỉnh Vĩnh Phúc thành lập ra cái Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Đó là đầu tiên 850, có nghĩa là Thiền Tông đã vô nước Việt Nam là cách 850 đi vô. Thì ông để là Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Sau này ta không hiểu cái Thiền Tông, mà tôi nói biết chính xác ông nào sửa đổi cái danh này tôi biết. Đến đó là Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, sai hoàn toàn, không hiểu. Có nghĩa là cái Thiền Tông người ta đã ra đời, mà ông đến, ông ta Thiền Tông để chứ Thiền Viện, là tôi nói thiệt, không lẽ giờ nói thẳng tên mặt ông không được. Bởi vì cái tế vị tôi không nói. Rồi năm 1202 có Thiền Sư Vô Ngôn Thông, là một trong sáu đệ tử lớn của Đức Phật, của Lục Tổ Huệ Năng đó, mang cái dòng Thiền Tông này để đến huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đem vào cái chùa Dâu phổ biến, bây giờ gọi là chùa Diên Ứng đó, phổ biến pháp môn này. Vì thế mà cái câu chuyện này Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ mới hiểu được, mới viết ra cuộc đời 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa, xuất bản lưu hành hợp pháp trên này. Đây là minh chứng rằng một quyển là cuộc đời ngộ đạo của Đức Phật và 36 vị tổ, 36 vị tổ Thiền Tông lại với cái quyển 33 Thiền Thư Ấn Hoa, có nghĩa là đã lưu hành mà tất cả này được xuất bản đàng hoàng thì nó là không. Còn ông Thích là Thọ nó đúng không hiểu, ông học cái bằng thôi chứ ông hiểu, ông học vật lý, ông làm sao hiểu cái này được. Bây giờ nếu không có đó, tại làm sao ngày 14 tháng 5 2017 ba cấp chính quyền của tỉnh Long An và hai cấp giáo hội tỉnh Long An cho công bố cái pháp môn Thiền Tông này tại chùa Thiền Tông Tân Diệu.
mà có sự tham dự. Lúc đó tôi nói thiệt là báo chí có này, đài truyền hình có, trung ương có, báo chí từ Hà Nội rồi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày đó đó tôi thì không có mời, mà chính quyền ba cấp của tỉnh Long An tham dự luôn, giáo hội hai cấp tỉnh Long An tham dự luôn, làm sao không có. Rồi thứ hai nữa đó, cái ngày đó đó tôi không có mời nhiều, mà khi đếm xúc ăn cơm lại là trên 1.000 người ăn cơm đây này, thì tất nhiên trên 1.000 người tham dự cái buổi lễ này thì là nói làm sao có. Mà Thiền Tông nó ra đời, nó ra bằng sách vở đàng hoàng, nó ra bằng luật pháp đàng hoàng thì làm sao có. Ông Thích Địa Thọ này nói xin lỗi là nhà nghiên cứu thôi. Tôi nói là nhà nghiên cứu dầu muốn không giống như anh người mù rồi voi thôi. Tôi cho anh 10 cái bằng tiến sĩ, anh này ông nó có 2 cái, 10 cái cũng mù luôn. Thì làm sao nói không có. Thấy không? Có nghĩa là nói không trách nhiệm. Tôi đã từng tuyên bố rằng bất cứ ai hỏi về Thiền Tông đến đây, tôi bao xe từ trong nước bất cứ đâu đến đây, tôi bao ăn, tôi không lấy tiền. Mà tôi chỉ muốn nói là cái sự thật cái này thôi. Đó, nhưng mà muốn đến thì phải cho tôi. Vừa rồi tôi cũng nói biết là ba cái đoàn thể lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Tôi cái yêu cầu, tôi thì tôi không tiếp, tôi chỉ nói thôi nha. Muốn cái gì về chùa Tân Diệu có cái ban trực gặp người ta rồi lên kế hoạch, rồi tôi mới có cái chương trình tổ chức tôi tiếp và có cái tranh luận hay là cái chấp vấn gì đó, tôi sẵn sàng. Mà nhiều đợt người người đó, nhưng mà tôi sau cùng tôi hỏi anh em trực chưa, không ai thấy, không ai thấy đấy này. Nhiều người khi tôi công bố thì ký rất nhiều cái này, thì tôi chứng minh Thiền Tông nó rõ ràng, nó đi vòng Thiền Tông có mà 36 vị tổ Thiền Tông, mà may mắn Việt Nam mình có ông Trần Nhân Tông là tổ thứ 34. Ông nắm được cái tài liệu này chứ, ông tâm được cái tài liệu này, ông mới dịch ra cái chính là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè. Dịch bằng cái bản của vua Trần Nhân Tông, dịch bằng chữ Nôm mà. Thấy không? Chứ không phải đâu. Bởi vì chùa Thiền Tông nó có hai nguồn. Không biết như sao, một là chữ Hán, hai là chữ Nôm, dịch là tiếng Việt. Nó có rõ ràng vậy thì làm sao có. Bây giờ nếu á, Thiền Tông mà không có, chưa chắc làm sao dám công bố ra mà dám cho lưu hành ở nước Việt Nam này. Nhà xuất bản là ai? Nhà xuất bản là chuyên nghiệp về tôn giáo, không lẽ ta không biết. Còn nhà xuất bản Hồng Đức chuyên nghiệp về luật và văn học, chẳng lẽ không biết. Có nghĩa là cái bằng tiến sĩ anh không nghiên cứu tới, là cái bằng tiến sĩ anh núp nằm trong năm anh mù rồi voi. Tôi nói thật. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 2. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến đạo Phật Thiền Tông là một đường lối kỳ dị của đạo Phật. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân cho biết đạo Phật Thiền Tông kỳ dị ở chỗ nào ạ? Nếu mà nói về Thiền Tông thì kỳ dị đối với người vật lý. 1.000 người vật lý nói Thiền Tông điên luôn chứ không có kỳ dị gì đó. Là sao? Người ta không hiểu cái quy luật trái đất này. Ở trong này thì nó quay theo quy luật nhân quả, mà cái Thiền Tông nó nói anh đi ra ngoài đi, đừng có, nó không quay. Thì mấy người theo nhân quả thì người ta nói kỳ dị là đúng rồi. Nó nói kỳ dị là nhỏ chứ nó nói là ma dương luôn đó. Thấy không? Nói là đạo ma đó. Mà đạo ma cái gì mà trong khi thế giới nó nói là Thiền Tông là tinh hoa nhân loại. Nếu Thiền Tông không tinh hoa nhân loại là tại sao Liên Hợp Quốc nó dám xác nhận câu này? Mà hàng năm tổ chức phi sắc nó đều tổ chức cái này. Mà tại sao nói là tin, nếu mà không tin qua vậy chứ tụi chết không lẽ bây giờ quy sắc nó lại nó cúng, không có cái chuyện cúng đâu, tụng cầu xin quá. Mà nó phải nói gì, cái tinh hoa nhân loại là cái nói bằng thực tế khoa học, nó phân tích đường con người vạn vật hữu hình và vô hình, quy luật nhân quả luân hồi thì làm sao mà thấy. Vì thế mà người ta vật lý người ta mới chửi này là gì kỳ dị là đúng rồi. Ông này cũng là chấp thôi. Chấp là giống như à, nãy tôi mới đưa cái câu chuyện là người mù rồi thôi, anh rờ rồi anh nói cho anh thôi. Cái anh đó, cái anh Thiền Tông là đứng anh dòm, anh cười, thì mà anh chửi cái anh này đó. Ông nói cái ông cứ đứng mà ông dòm, ông nói ô mình nói khùng. Nhưng mà tiếng nó ông khùng mà ông nói mình khùng. Ông kỳ dị mà ông nói là mình kỳ dị. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 3. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến đạo Phật Thiền Tông 5 pháp môn gồm 1. Thiền Tiểu Thừa, 2. Lý Luận Trung Thừa, 3. Thiền Đại Thừa, 4. Tịnh Độ Tông, 5. Mật Chú Tông.
là báng bổ các tông phái Phật giáo Việt Nam. Vậy trưởng ban nghĩ sao? Cái này tôi nói thật chứ không báng bổ vậy. Tôi nói thật luôn là mày ổng sợ vậy thôi. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại mà bây giờ thí dụ tiểu thừa thành A-la-hán mà ổng nói giải thoát giải cái gì? Thì ổng nói tôi nói lúc mà tôi nói bằng sự thật. Thì ổng nói tôi bán bổ thì đúng rồi, bởi vì cái người mà sử dụng tánh người đó, thì ổng muốn nói gì nói. Bây giờ tôi phân tích Đức Phật giải sáu pháp môn tu, pháp môn nào đi đâu tôi giảng vậy thôi. Chứ đâu có, nếu bán bổ là ổng bán bổ tôi đó, chứ không phải ổng bán bổ cái đạo. Bây giờ nếu mà tôi nói tôi tu tiểu thừa và anh thành A-la-hán á, thấy không? Anh lại trên lần lượng với tôi. Anh A-la-hán đi đâu nói tôi nghe coi. Anh tu bằng gì tôi nói hết. Anh muốn thành A-la-hán tôi chỉ cách tu tắt, chứ không phải mấy ông ngồi mấy năm đâu. 6 tháng anh phát A-la-hán liền. Có nghĩa là không hiểu, có nghĩa là tôi nói là cái con người mù á, là chửi cái ông sát mắt, là bám bổ. Chứ đã tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật tôi nói rất rõ mà từ khi xuất bản giấy là tôi nói, áp dụng tôi nói là nhiều lắm để chi? Để cho nó thấm vào trong cái người mà gọi là mù mắt á. Mà ông này nó thiệt, ông mở mắt được. Vì ổng có cái kiến chấp hoàn toàn, ông này hoàn toàn tu 1 triệu năm không ấy. Nhưng mà cái sau cùng cái đời này, ổng đi đâu tôi không nói. Nhưng mà tôi có nói ra rồi anh sẽ biết. Tất cả những người nào Đức Phật có nói câu thế này nè. Tất cả những người chửi Đức Phật không bằng tội, khinh chê Thiền Tông. Có nghĩa là 1000 ông Phật ra đời chưa tìm tới, rồi đi đâu? Cái câu đó là cái câu khóa miệng mấy cái ông mà gọi là nói tầm bậy tầm bạ đó. Mình tu đạo Phật là giác ngộ giải thoát, phải tìm cho được hai câu này, còn không được thì đừng có nói. Còn mình nói thì nó vướng vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chửi Đức Phật tội không nặng, khinh chê pháp môn Thiền Tông này. Nó cái tội nó nặng nề mà nó luân chuyển cái kiểu nào là ai biết được. Trong thế giới này 12 con đường luân hồi đã muốn đi đâu đi. Rồi hỏi tiếp đi. Đã, câu số 4. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân cho rằng: 1. Lễ bái, 2. Tụng kinh, 3. Niệm Phật, 4. Pháp môn trì chú là muốn thành thần là mê tín. Vậy trưởng ban trả lời cho thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ ra sao về 4 pháp môn này ạ? Tất cả người vô đạo Phật thì tôi nói là muốn tu giác ngộ giải thoát thôi. Bây giờ tôi nói giờ cúng nghe, đã trái đất này thì tôi nói mê tín, tôi mới xác nhận là cúng là mê tín. Bây giờ tôi hỏi cả trái đất này là thần người ngạ quỷ súc sanh cúng ai ăn đây? Anh phải mê tín không? Mà nó mê tín tới cái mức độ mà không thể chữa nổi đâu. Ông thờ ông Phật, Phật đang ngồi đó hô thần nhập tượng, ông thần chạy ra thì ông Phật phải đi thì cúng ông ai? Ông thần đó. Mình không lẽ mình tu, nhưng mà ông thần không có làm cái chuyện này. Nhưng mà ông thần vừa chạy ra, ông thánh nhào vô thì cúng thánh là ai? Trái đất này mà cúng ai? Muốn cúng thánh thì phải vô cái chỗ miễu á. Ông thánh ở trong miễu á, chứ không phải còn đình là của ông thần. Mình vô đó cúng mới đúng. Thì ông phải mê tín là cái gì? Rồi tụng là sách Đức Phật viết ra để đọc tới đọc lui để mình kiến tánh. Còn anh kiến tánh không nổi thì ít ra anh phải hiểu 1-2 phần nhỏ trong cái này nè để anh hiểu. Còn anh không kiến tánh rồi anh còn tụng hoài rồi ông Phật ông lão lẽ ông nói mày đừng có điên, tao viết cho mày đọc chứ tao biết chết mày tụng tôi nghe. Không mê tín là gì? Tụng cúng tụng cầu xin ai ở trái đất này? Không lẽ mình đẳng cấp cao hơn cái ông thánh mà mình cầu xin ổng? Không mê tín là gì? Phải không? Cúng tụng cầu xin lại ai? Trái đất này là bởi vì Thiền Tông á, là con người phải đứng không lại nha. Tôi giảng là nhân nghĩa là tính cái nhân cái đầu tiên là con người không quyền lại ai. Đây là cái đẳng cấp cao nhất của loài hữu hình. Còn cái loại cấp mà cao nhất loài hữu hình là thần, thánh ăn theo. Bởi vì thầy nó nói là thần, người, ngạ quỷ nó đứng vào hàng thứ ba. Mày làm sao nó thấy được? Thì anh làm vậy phải mê tín là cái gì? Rồi gì nữa? Thần cúng tụng cầu xin lại rồi gì nữa? Niệm Phật và pháp môn trì chú ạ. Niệm Phật. Niệm là nhớ Phật. Phật nào đây? Mình có 2 tánh, tánh người, tánh Phật. Phải nhớ cái tánh của mình.
tánh của mình là vô lượng thọ, vô lượng quang. Thiền tông có công đức rồi, gọi là người tu thiền tông có ba thứ tánh: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Con người thiền tông có ba cái này đắng, bởi vì nó mình phát hiện ra con người ai cũng có Phật tánh rồi. Vì thế mà tất cả những người tu Phật, tu đạo Phật không hiểu. Bây giờ chính những người mà được truyền thiền là Phật nhân, Phật nhân mới đi về Phật quả được nha. Chứ mà không Phật nhân, giống như mình không có cái hộp cây thì không trồng lên. Tất cả người truyền thiền đúng thành là Phật nhân, đi về, đi ta truyền thiền ta dẫn con đường về đó. Còn mình không hiểu này thì mê tín hoàn toàn chứ gì nữa. Còn niệm chú ha, thì niệm chú này, niệm câu ở trên thế giới này là cái đất hiển linh. Bất cứ mình tu tụng cái gì á, mình niệm cái gì mà nó đúng cái lực của nó. Vì ông Phật ông dạy cái câu này, các thần chú này dạy trong cương kinh dưới đâu. Cái thần chú mình mà nếu á, cái thần mà quản lý mình á, mà mình niệm mà ông sai khiến ông đó, giống như ông thần quản lý giống như vô giữa nhà mình chứ không có làm vậy đó. Nhưng mà mình được quyền sai ổng, với điều kiện mình phải ăn ổng, cái lực của mình ăn ổng, thì mình sai ổng nghe. Thì mình ngồi mình niệm gì, ổng xuất hiện cho mình nghe, mình thấy. Ha. Còn nếu mà mình không sai ổng được là ai? Phải cúng, rồi ngồi đó, ông Thánh nhào vô giúp. Ông Thánh là cái người ăn theo. Có nghĩa là ông Thánh là giống như là người đi làm mướn ngoài đi. Trong nhà cô cũng cần gì, ở nhà tôi nhờ vậy tôi bỏ tiền đó, vô làm liền. Ông Thánh là cái dạng này. Vì thế mà niệm câu thần chú, thần điều khiển nổi thì nổi lên, còn không được thì ông Thánh nhào vô. Là phải hiểu vậy. Nếu mà anh tính là làm chú để làm cái gì? Giải thoát hoàn toàn mê tín. Tôi khẳng định là tất cả năm pháp môn đi hoàn toàn, nếu anh tu theo vật lý là chánh tín, còn nếu tu theo giải thoát hoàn toàn mê tín. Phải giải thích được hai cái này nè. Tu thành tựu theo vật lý là chánh tín, chính tín theo vật lý. Còn nếu tu giác ngộ giải thoát hoàn toàn mê tín đối với đạo Phật Thiền Tông. Vì tôi đứng tư cách là đạo Phật Thiền Tông giảng, chứ không phải tôi đứng tôi giảng cái vật lý. Thì tôi xác nhận rằng năm pháp môn này tu sai bị mê tín. Rồi còn gì kia? Dạ câu số 5. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân cho rằng người xây chùa cao Phật lớn là để lừa gạt tiền của bá tánh. Vậy trưởng ban trả lời ra sao? Cái này nó rõ ràng thế này nè. Bây giờ đó, theo cái ông không hiểu cái quy luật lường gạt nó có, mà trong đó nó cũng có cái phước trong đó chứ không phải không. Bởi vì trong thế giới này nó có 6 pháp môn tu. Anh tu, anh càng cắt cái chùa càng to, càng quý. Nếu anh dạy giác ngộ giải thoát, người ta đến đông thì anh là công đức nhiều. Làm sao tôi bám ấy đây. Còn nếu anh cất cái chùa to mà anh cầu giảng sanh á, thứ nhất cầu giảng sanh là anh phải lên trên cõi cực lạc ở, thì anh được phước. Rồi nếu mà anh tu ở đây các cái chùa mà anh làm những cái chuyện gì ở trái đất này, giống như cúng tụng cầu sinh là sao đây? Thế anh gạt người ta cái gì? Thì bây giờ cái hậu quả như thế nào anh phải chịu? Chứ tôi đâu có nói là nó sao. Tại vì cất cái chùa nó có 6 đường đi. Anh đi đường nào? Đi công đức, đi phước đức, đi ác đức. Hoặc là ví dụ cất cái chùa mà anh nói người ta chuyên môn làm từ thiện, đó là phước đức âm, không phải ác. Còn cất cái chùa mà cầu xin cúng tụng lại lục á, rồi mà anh tổ chức rầm cho lớn á, thì anh là ác đức. Đây là tôi nói là muốn nói cái này, phân tích mấy con đường để cất chùa, chứ không phải là nói cất chùa lường gạt. Cái lường gạt chính là cái pháp môn cúng tụng á. Anh không hiểu, thầy không hiểu được cái cúng tụng là cúng cho ai thì đường lường gạt cho người ta. Còn nếu anh giảng sanh thì đúng mà, à, hoặc là phước đức âm nó cúng, hoặc trở về Phật giới là đúng. Chứ đâu phải mà cái nào cũng gạt hết. Nhưng mà có ông thầy nào có cái khả năng này không? Có khả năng nào cất cái chùa để trở về Phật giới không? Duy nhất cao lắm là chỉ giảng sanh thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 6. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân cho rằng năm pháp môn tu vật lý còn bị luân hồi, chỉ có pháp môn thứ 6 của chùa Thiền Tông Tân Diệu là dạy giải thoát. Như vậy có đúng không? Bây giờ câu nói này tôi không nói, tôi khẳng định luôn. Chùa Tân Diệu Thiền Tông chuyên dạy giải thoát, tôi đưa bản đàng hoàng đó.
Còn nếu năm pháp môn kia có cái chùa nào dám để giải thoát không? Mà tôi dám nói thế này, chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, chùa Giác Ngộ, hỏi Giác Ngộ gì không biết, là sao, phải lừa người không? Kể cả báo Giác Ngộ của Giáo hội Phật giáo, Giác Ngộ, tôi chưa thấy ông đăng cái gì mà Giác Ngộ hết. Báo Giác Ngộ của Giáo hội Phật giáo, mà ông đăng cái chuyện mà chuyện trên trời với đất thôi. Nếu mà đúng anh giáo Giác Ngộ thì nên sửa lại đi. Thấy không? Báo Giác Ngộ thì anh phải nói cái gì Giác Ngộ. Mà tôi thấy là mấy chục năm không có nói gì Giác Ngộ đâu. Bảo chí được cái mát Giác Ngộ thôi. Bây giờ nếu báo Giác Ngộ thì anh phải là phải gì, cái gì Giác Ngộ trình cho bài ta. Thì bây giờ cởi nè, bây giờ nói về bài tu Phật, ông Phật là cái gì? Có ai giải thích được ông Phật đâu. Mà giờ tất cả những người vô chùa Thiền Tông Tân Diệu, chuyện Phật là chuyện nhỏ. Nha. Rồi hỏi tiếp là tôi xác nhận là đúng chứ không phải không. Câu số 7. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân cho rằng Đức Phật, các vị tổ sư không có ai tu hết. Như vậy có đúng không? Này, ông nghiên cứu không có tới. Bởi vì kêu bằng tiến sĩ vật lý không hiểu cái này. Bây giờ ông Phật á, ông lập ra cái đạo sáu pháp môn tu. Ông phải là cái người rõ ràng cái này, ông tu hết á. Tiểu thừa, trung thừa, ông làm hết á. Cái gì ông chứng hết. Giống như cô, bây giờ đi làm cô giáo đi. Cô biết chữ Tây thì viết, giảng chữ Tây, chữ Tàu, viết chữ Tàu, chữ Việt, viết chữ Việt. Chứ nếu không biết làm sao đi giảng. Ông Phật đứng ra giảng cái này, mày hỏi gì chứ tôi nói mày tu hiển linh á. Thì làm sao? Cũng lên ta ngồi ta chỉ cho mày. Nó có, ông tu. Thấy không? Nhưng mà ông Thọ, ông không hiểu cái này nè. Một anh thầy giáo Thọ dạy sáu pháp môn, ông phải tu đạt cái này. Chứ nói, nhưng mà có cái pháp môn thứ sáu đó, ông có dạy tu. Ông làm ở chỗ này nè. Pháp môn thứ sáu là dạy công thức trở về Phật giới. Không tu, nếu tu nó dính cái quy luật này liền. Thì ông tưởng đâu là ông nghiên cứu gì, ông tiến sĩ ông nghiên cứu về chứ sự thật. Vô vật lý anh tu là nó thành quả. Còn anh muốn về Phật giới không tu, anh tu là nó dính rồi. Ha. Bởi vì nếu cái người tu giống như người đi bộ vậy đó, dính bùn đất. Còn người không tu đi như con chim mà đó, làm sao dính. Thì ông nói cái ông đi bộ, ông chửi cái ông đi trên trời. Mà ông đi trên trời là thế giới, người ta nói cái ông đó giỏi đó, tinh hoa ông đó. Ông không biết, ông làm học tiến sĩ tôi không biết đi. Có cái bằng triết học, đây là cái triết học là gì? Áp dụng cho người ở thế gian thôi. Triết học Đông Phương, triết học Tây Phương, triết học tôn giáo, nó nằm ở trong cái quy luật nhân quả, không đi tới đâu hết. Từ xưa giờ mấy ông triết học có ông nào giỏi không? Biết ông nhà cháu Giác Ngộ không? Mấy tỏ này mua cái, làm cái học cái bằng cho nó vui thôi. Chứ nếu mà hai ba cái bằng triết học tại sao tôi mời đến đây? Đâu chắc tôi Thiền Tông không khi nào nói. Có một lần đến đi đến bằng đêm nè, tôi dần dần kiếp nè, biểu tôi nó muốn 8 giờ sáng là đây, tôi không xếp bằng đêm. Ông sợ hả? Ông sợ thua rồi tao biết. Tôi tiếp là tôi phải quay phim, tôi nói chuyện phải quay phim là hoàng ạ. Chứ không có trốn. Ông có dám gì đâu. Rồi ngồi ở nhà đó, ngồi dài rồi viết sách viết báo lên mạng chửi. Nhưng mà thôi cái chuyện thì tôi biết gì. Cái tánh con người nó là vậy. Tánh con người nó lại hơn thua. Thấy một cái người mà không cạo đầu mà nói được cái này, nó chửi. Có vậy sao đơn giản, nó chấp mà. Nó chấp tu tập. Nếu mà nói về ngày xưa đó, ông Lục Tổ có tu không? Ông đang đống củi đó, chứ ông có tu gì đâu. Không nghiên cứu một chữ nữa. Tôi thì còn ráng nghiên cứu được mấy chục năm. Lục Tổ không nghiên cứu gì, nói ra đúng đấy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 8. Thượng tọa tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói, soạn giả Nguyễn Nhân nhờ VTV2 và VTV4 thổi phồng quyển Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, như vậy có đúng không ạ? Bởi vì ổng có hiểu. Cái ngày công bố Huyền Ký, tôi mời VTV vô. Thôi nó về, nó thấy nó lạ, nó coi những cái biểu này nè. Nó mới về, nó mới viết ra cái phim Dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông, xuất phát từ đâu là sau cùng tới chùa Tân Diệu. Mà nên nhớ rằng nếu mà tôi thổi phồng thổi cái gì, bây giờ tôi nói này khắp thế giới biết cần gì thổi phồng. Nhưng mà khi mà giữ cái lễ mà gọi là công bố Huyền Ký rồi đó, thì có phỏng vấn tôi rất nhiều. Vì thế mà người ta mới hiểu được cái này, người ta mới viết.
ta làm cái bộ phim này. Con suy nghĩ đi, quảng cáo trên TV có 15 giây trên 20-30 triệu mà làm cái phim cả tiếng đồng hồ, tiền đâu tôi chung. Nói chuyện không, bởi vì người học lớn, người có bằng tiến sĩ và trên dự thứ nhất, ổng là cái gì? Ủy viên Phật giáo quốc tế, không phải nhỏ đâu. Mở miệng ra thì làm ơn, uống lưỡi 3 lần mới nói. Con này không uống nữa, cái tưởng tượng làm lại thôi. Người xưa, anh muốn nói cái gì phải uống lưỡi 3 lần mới nói, đúng rồi. Mà anh mà nói một lần mà nói sai đó, bảy con ngựa cực dí anh không kịp luôn. Thấy không? Mình phải hiểu cái điều này. Thì tôi cũng khuyên là tôi cũng không nói gì, ổng chửi chửi tôi cũng buồn là gì, sao ổng là người tu, được quyền chửi người không tu, tôi đồng ý cho rồi đó. Nhưng mà có một điều, anh tu đâu tôi không biết, nhưng mà anh muốn làm sáng tỏ một vấn đề gì, tôi mời đến chùa Tân Diệu và đăng ký lại với cái băng trực, rồi tôi sẽ tổ chức rõ ràng. Tôi bao hết, không tốn một đồng nào. Anh không có tiền xe, tôi bao từ từ chùa về tới đây rồi tôi bao trả lợi. Anh ở đây mấy ngày cũng được đó. Tôi có phòng nè. Rồi tôi kêu người phục vụ đàng hoàng cho. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân đã trả lời 8 câu hỏi của con ạ. Con xin hết ạ. Vị đặt câu hỏi thứ tư là xin mời anh Nguyễn Bảo Quốc ở tỉnh Tây Ninh đặt câu hỏi ạ. Trước hết thì con xin chào soạn giả Nguyễn Nhân và Ba Quán Trời và tất cả quý vị. Con là người nghiên cứu về đạo Phật. Theo mạng truyền thông thì YouTube và Facebook có đăng tải những cái đoạn video liên quan đến thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ về cái cách dạy đó, và giảng giải của thượng tọa. Con là người kém hiểu biết nên con đến đây con muốn hỏi soạn giả về 8 câu hỏi về liên quan đến vị này. Dạ, câu thứ nhất là thượng tọa tiến sĩ Thích Nhất Từ ở số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh dạy tu tứ diệu đế có thành quả như thế nào? Dạ, có giải thoát hay không ạ? Tứ, mình phải hiểu tứ là 4 diệu, là cái kỳ diệu, đế là vua. Là muốn nói cái gì? Trong ngoài con người mình là nói là có đất nước gió lửa. Đây là 4 cái kỳ diệu nó điều hành của một con người. Vì thế mà Đức Phật dạy tu cái pháp môn này đó, đâu ban đầu để chi? Ông phân tích là con người nó cấu tạo như thế đấy đó, mà nó có cái diệu dụng lắm, nó phát ra được đủ thứ hết đó, thì gọi là tứ diệu đế. Chứ không có lạ gì, mà nó nằm ở trong cái thế giới vật lý. Tu để mà hiểu cái thế giới vật lý này thôi, giải thoát hoàn toàn không làm. Giải thoát mấy ngàn năm sau mới nói ra, 2561 năm chữ giải thoát bắt đầu mới nói ra. Tôi xác nhận là tứ diệu đế tu vật lý, tu để biết tận cùng của vật chất của con người thôi, câu kỳ diệu của con người thôi. Rồi con hỏi tiếp câu 2. Dạ, câu tiếp theo con xin hỏi là thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ dạy tu tứ niệm xứ về pháp môn này có thành quả như thế nào ạ? Tứ niệm xứ là thì cũng là đất nước gió lửa thôi. Bởi vì coi cái đất nước này nó nằm ở đâu. Con mình là tứ đại, đất thì nó nằm ở trong đất. Vì thế mà mình ăn bất cứ gì trong đất nó ra, nó để nuôi này, nó bổ túc này. Nước là do con người, trong người mình có nước. Thì nước ở đâu? Nước ở trong không gian này là nước. Trái đất này gọi là, nó cũng là đất nước do lửa. Thì mình cũng sống bằng cái đất nước do lửa của trái đất này. Có nghĩa là tìm hiểu gió là gì? Hơi thở của mình là không khí đó. Lửa là cái hơi ấm, cái nhiệt độ của mình đó, 38 độ mình sống lên 50 độ là mình giải đó. Thấy không? Hiểu cái kỳ diệu này có nghĩa là tu tứ niệm xứ nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó tứ niệm xứ là nó có tìm cái gốc rễ của cái tứ đại. Còn cái anh kia tứ diệu đây là tìm hiểu gốc rễ diệu dụng của tứ đại. Nó có hai giới đi, hoàn toàn không có giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn soạn giả.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của con là: Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ tu theo đạo Phật, tại sao ông ta lại làm du lịch? Là sao? Cái này thì nó đúng thế gian. Bây giờ con cắt cái chùa ra, không lẽ con gõ mỏ hoài? Thì cũng tổ chức này, tổ chức kia đi cho nó vui. Bây giờ cái tổ chức du lịch đó, ổng có cái thế là, thí dụ công ty du lịch đó, bây giờ anh giới thiệu 10 người tôi cho anh người, mà 10 kia người kia tôi cho anh 10%. Con tính đi. Con mà tu con cũng làm nữa. Cái này đâu có tốn gì đâu. Bởi vì dưới tay con rất nhiều người tin theo, thì con nói thế nào, một lần đi ổng cũng được mấy chục người, 10%, và đi không. Công ty du lịch nó có cái bằng cái khuyến mãi này nè. Con kéo 10 người thì nó cho con mỗi người 10%, và riêng con đi không lấy tiền. Ai không làm? Tu chứ phải làm thánh là không chịu làm gì. Nó đi chơi mà còn có tiền nữa thì ổng làm, chỉ là hợp lý thôi, đâu có gì thì khác. Giờ hỏi lý đi, hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn sư giả. Câu tiếp theo của con nữa là: Dạ vị tiến sĩ Thích Nhật Từ này tu theo đạo Phật, tại sao lại đem cái đám cưới vào trong chùa để kinh doanh? Như vậy con hỏi sư giả, thà là có đúng với hiến chương của đạo Phật Việt Nam hay không? Giờ mình mới nói đó, cái chùa mà nó để trống quá làm gì, thì ta đám cưới vô kiếm tiền. Thì không lẽ giờ để xong rồi, không lẽ tối ngày tụng kinh, thì có cái ngày thì ngày vượt rảnh á, thì ta đem vô kiếm tiền. Bây giờ thí dụ ngân hàng, ơi cái chỗ mà để ăn á, ông này mà kinh doanh đám cưới á, nó lấy 5 triệu một bàn đi, ông này lấy 3 triệu thôi, thì cũng được. Rồi lời bao nhiêu? Đám cưới nguyên tắc 50, lời trên 60%. Thì ổng lấy 30, ổng cũng lời được 30%. Ai dạy gì cũng làm. Mà trong khi cái chùa mình mà nó lợi cho này, ở ngoài kia còn đóng thế, đây không có đóng thế, nhà vô chùa không đóng thế. Ai dạy không làm. Thế chuyện không làm chuyện bình thường thôi. Còn cái chuyện mà đúng sai thì nên tìm trong cái hiến chương của giáo hội có cho đám cưới không. Nếu cho thì đúng, ổng không cho thì ổng này sai, có vậy thôi. Tất cả con người sống thế này sống bằng tiền. Tu không tu anh không có tiền anh cũng chết đó, thì đã làm sao có tiền thôi. Nghe không? Mình không trách người ta được. Còn đúng sai thì hỏi hiến chương của giáo hội. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo của con nữa là: Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ tu theo đạo Phật, làm bùa làm phép cho học trò thi đậu, vậy có đúng với lời Phật dạy hay không ạ? Cái này không đúng vậy rồi. Chùa nào cũng có vậy. 10% chùa ở Việt Nam là đùa phép hết. Thì ông Nhật Từ cũng vậy thôi. Ông thấy nghề là dễ ăn quá. Bây giờ làm bùa phép đậu cũng đậu thôi đó. Bây giờ con đưa chú đi bao nhiêu vô đó sao? Cái thằng mà nó đậu nó cảm ơn ổng, nó cho tiền ổng. Còn cái thằng mà rớt nó trốn ổng, nó mới ổng lừa gạt. Cái nghề này sướng quá mà, thì đâu có gì đâu. Vì thế mà nên nhớ là tất cả những gì trên thế gian này, nếu mình tu cái gì phải nói cho rõ, mà cái chùa mình tổ chức thế nào thì phải cho rõ. Còn này tất cả các chùa không nói này thì ta được quyền tự do, muốn cái gì cũng được. Chùa tôi trống, tôi muốn làm gì tôi làm, nhà nước đâu có cấm này đâu. Còn nếu trong giáo hội á không có thì chỉ nói ông sai thôi, phê bình thôi, chứ không có cấm được đó. Thì chuyện giải thoát là không có, nhưng mà điều đúng sai là do cái hiến chương. Nhưng mà nên một điều sai thì nhắc nhở, đúng thì cho anh làm, chứ hoàn toàn không có gì. Vì thế mà tất cả các chùa người ta dâng sao giải hạn, làm sao cấm ta được. Ủa cái này nhà nước, nếu cấm thì phải nhà nước ra lệnh cấm thì được. Ông nói ông kinh doanh đám cưới hay là gì đó, dịch của người ta đó. Thì cái ông kia là cái ông kinh doanh đám cưới, ông thưa trời ơi, chùa cái đám cưới của tôi cũng lợi, ông lấy. Tôi đóng thế mấy ông mà bây giờ ông không bảo vệ tôi. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ con đã hiểu rồi. Bây giờ là muốn hỏi cái gì về vấn đề này là phải biết về hiến chương. Phải hỏi trực tiếp về hiến chương mà bây giờ cái hiến chương đó nó nằm ở đâu à? Lên mạng. Hiến chương Phật giáo nằm trên mạng, đọc cho động cho chết luôn. Rồi con sẽ nghiên cứu sao về vấn đề. Dạ câu hỏi tiếp theo của con liên quan đến đến ông ta.
Hòa Thượng Thượng Tổ Thích Nhất Từ tu theo đạo Phật, tại sao ông ta lại đem cái bóng đá vô trong chùa để bình luận, tại sao ông ta làm như vậy? Thì nói đúng rồi, tự do nhà nước, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Ổng là tính, ổng tin thì ổng làm. Bây giờ vô bóng đá thì bây giờ bao nhiêu người thì đất bốc phải cúng dường. Càng đông thì cái chùa vẫn có cúng dường được. Còn cái chuyện mà vợ không nó buồn quá, con suy nghĩ không tới tối ngày cứ gõ mỏ hoài nó buồn quá thì phải kiếm chuyện đưa vô cho nó vui thôi. Nếu nó xét về tu không thôi, lúc nào tôi tu là tôi tu, mà lúc nào tôi đóng đá tôi bóng đá, lúc nào tôi ăn đám cưới tôi đám cưới. Có nghĩa là con có cái chùa con thoải mái luôn, không muốn tổ chức gì đâu, còn muốn luộc làm bùa làm phép gì. Ổng cũng ổng có ổng nói thiệt ổng giỏi lắm à, ổng coi ngày rất tốt lắm à. Mà con lại lạng quạng, ổng trưởng con một cái con bay được à, ổng có bùa mà. Ổng còn dám bảo đảm đứa nhỏ vô tu, đứa nhỏ không tu mà ổng vô cho tu cho đậu luôn á. Đi thi đậu á, ổng nói tao bậy rồi, khỏi học đi chơi đi, đi đá banh đi. Tới ngày tu mà lại đây, tao cho một cái bùa mày đậu liền. Ổng giỏi vậy thôi chứ mình phải hoan nghênh ổng chứ sao mà buồn ổng được. Thì cũng mong là cả nước mình được nhiều người như ông Thích Nhật Từ để chi, để cho mấy đứa nhỏ nó đỡ học. Để dân tộc của mình nó ngu bớt đi. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ con cũng thấy thật hài hước. Câu hỏi tiếp theo của con là cũng liên quan đến ông ta. Tiến sĩ Thích Nhật Từ, ông ta là một tiến sĩ đi giảng, làm những việc như vậy, sao vẫn được giữ chức vụ cao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là sao? Ai cấp bằng tiến sĩ cho ông ta? Cái phần này hỏi chú sao chú trả lời được? Phải hỏi giáo hội. Bữa nào đi lấy số giáo hội, bây giờ ông Thứ Tư ông giảng vậy đó, ông đi ra ngoài ông nói là mang thánh Phật ra tu á, ông Phật truyền thiền không chẩn á, vậy lần sau giáo hội làm ơn, tôi là một công dân á, tôi hỏi ông Thích Nhân Từ có đủ tư cách đi ra ngoài giảng đạo không? Đi ra ngoài làm gì làm, nhưng mà giảng đạo anh phải trung thực và nói cái gì phải ra cái nấy. Hơn nữa chùa ông là chùa giác ngộ đó, ông phải hiểu giác ngộ mới đi giảng. Còn nếu không giác ngộ thôi ông làm ơn ở nhà đi, bình luận bóng đá, đám cưới, làm phép, làm bùa gì cái gì của ông. Đừng tuyệt đâu, đừng có đi ra ngoài giảng. Đi ra ngoài giảng, anh làm bùa nó còn nhẹ tội hơn à. Còn anh đi ra giảng sao người ta chửi. Mà anh đó là một con người trong giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam chứ không phải nhỏ. Thì trong giáo hội không có thể đó có những cái vị tiến sĩ như vậy được. Tiến sĩ là phải khôn hơn cái người đại học, khôn hơn cái ông mà cử nhân, hơn cái ông thạc sĩ mới được. Tiến sĩ mà đi nói tầm bậy tầm bạ còn thua ông đại học nữa sao? Mà thua cái người không biết nữa sao? Thì nên xét lại cái phần này. Có bữa nào con gửi cái thơ giáo hội Phật giáo Trung ương đề nghị cho tôi biết. Con được quyền này, một công dân Việt Nam được quyền 6 quyền tự do hồi nãy tôi hỏi. Đúng quyền hỏi mà. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ gọi tiếp theo của con là thấy ông ta giảng vậy thì con có hỏi câu cuối cùng như vậy. Những vị mà đến nghe ông ta giảng đạo á, những người mà đến chùa nghe quý thầy giảng đạo, không câu hỏi con là những người đến chùa nghe quý thầy giảng đạo phải có cái trí óc và như thế nào mới được gọi là người có trí tuệ, có cái đầu óc á như thế nào? Bây giờ con người á muốn tin bất cứ gì, nhất là người Việt Nam hiện giờ muốn nâng cấp cái người Việt Nam lên, anh nghe giảng đạo thì anh phải thứ nhất anh cái đầu tới cái đầu óc phải trí tuệ, có nhiều hiểu biết rất rõ ràng, thấy không? Sáng suốt đừng nghe mù. Mình đến nghe giảng đạo mà cái người đó nói không vừa ý, mình được quyền hỏi lại. Mình phải có trí sáng suốt này, mình đừng có tu gọi đừng có tin đại đó. Tôi thấy cái ông giảng đó, tôi hỏi ông, mà ông phải trả lời được. Thì người đó mới đủ tư cách là một người đi nghe giảng đạo Phật.
Đạo Phật là giác ngộ, căn cứ vào hai chữ giác ngộ vậy thôi. Còn chuyện cấu, chuyện mà cầu xin lục lục dẹp đi, không có. Cầu xin lại lục là dự những cái người ta mê tín. Cầu xin lại lục là xác nhận là mê tín. Người muốn vô đạo Phật thì anh phải có trí tuệ, sáng suốt, cái gì phải ra cả đây. Không có nói mù mờ, lu mờ. Đuổi ông đó xuống đi. Ông ngộ nói ông giảng cả ngày tôi không biết ông cái gì trời trời. Được quyền. Đó, người vậy đó mới nói là người tu theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Thế giới nó cho là gọi là tinh hoa của đạo loại. Nó nằm trong cái trí tuệ này. Ai có đạt được cái này thì mới đi nghe giảng đạo. Còn không thôi nằm ở nhà đi coi tivi cho nó khỏe. Trời, con hỏi tiếp đi. Dạ, thôi ạ. Con cũng hết câu hỏi. Con vô người khác. Vị tiếp theo đặt câu hỏi, xin mời chị Tòng Thị Liên ở Bà Rịa Vũng Tàu đặt câu hỏi. Dạ con thưa, kính thưa thiền giả, thoạn giả Soạn Nhân, Nguyễn Nhân cùng tất cả các vị có mặt trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và các vị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Con tên là Tòng Thị Liên, cư ngụ tại số 67/2, khu phố 5, thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Con có vài thắc mắc, con muốn hỏi soạn giả. Câu hỏi thứ nhất của con là làm sao không mê tín dị đoan? Chữ mê tín là tin lầm. Thì mình tìm hiểu cái gì đó, hiểu cho sáng suốt, thì mình không mê tín. Mà thứ nhất á, nếu mà không mê tín thì là bây giờ cái quyển giống cái quyển quyền ký Đức Phật ra rồi, đọc cái kiểu này tự nhiên thì biết. Và tất cả những câu hỏi thiền tông người ta đã nói rất nhiều cái phần này là không mê tín, có nghĩa mình tin cái gì đừng có tin lầm, phải sử dụng cái trí tuệ của mình, cái đầu óc khôn khéo của mình đó, thì hoàn toàn mình không tin. Còn nếu mình mê tín nghe ai nói gì cũng nhào vô, nghe ai lại cũng lại, nghe ai cầu xin cũng cầu xin, ai cúng mình cũng cúng, chắc chắn 100% mê tín. Đó, con muốn không mê tín thì làm cái gì phải suy xét cho thật kỹ càng, không có thể tin mù mờ được, không có thể tu theo kiểu ông rầu voi được, nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ hai của con là loài người có nhiệm vụ gì trên trái đất này? Loài người nếu căn bản á thì nếu mà tổng thể đầu tiên là phải cho tánh Phật mượn thân tánh người để tạo mấy cái chuyện này. Một là anh tạo phước đức giáng sanh, hai tạo phước đức âm để làm người giàu sang đây, hoặc ác đức trả quả. Mà cái ý sau cùng của cái tánh Phật mượn là tạo công đức. Đáng lẽ thì phải tạo cái đầu cho mà không được, tôi cái đầu không ai dạy. Vì thế mà ông mới lăn lộn trong này bao nhiêu tỷ năm, sau cùng có một vị Phật dạy thì mới tạo công đức. Nhiệm vụ của người tất cả là phải học hiểu cho biết linh thiêng thế này. Còn nếu ở đây thì tất cả phải hiểu tất cả những gì nhân sinh vũ trụ phải cho thông. Còn nếu anh không thông thì không phải là nhiệm vụ của người. Căn bản đạo Phật, con người có bổn phận là giữ gìn trái đất này, làm cho trái đất này nó tươi đẹp. Hai là tạo ra nhân quả. Một, nhân quả trở về. Hai, nhân quả lên trời. Ba, nhân quả làm thần ở trái đất, giàu sang gì đó. Còn hoặc là nhân quả vô làm vô cái rừng ở đó. Nó nhiệm vụ của người nó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu thứ ba là loài thần có nhiệm vụ gì trên trái đất này? Loài thần nó có bốn cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là thần chủ thế giới. Nó lập đạo thần từ khi mà con người lập bộ lạc. Rồi tất cả dần dần vì sao người ta nghe những cái danh từ đó thì mấy cái thần dùng nó mới lập cái đình. Để chi? Cái đình đó là nó quan trọng lắm chứ không phải. Ngày xưa nếu mà tôn giáo không, nó chưa có đó, thì cái đình là cái nơi tập hợp nhân dân là để là bàn lo việc địa phương và việc nước. Chỉ có cái đình mới tập hợp được thôi. À, là cái đó là gọi là thần chủ dùng lập ra. Còn thần chủ thế giới lập ra những cái đạo nó lớn, nó nằm cho toàn thế giới. Rồi những thần chủ thế giới, thần chủ quốc gia mới mang cái đạo này về cho nhân dân mình, ai thích thì tu. Thần nó có vậy. Còn cái thần mà thừa hành đây nè,
có nghĩa là quản lý tất cả những người có mặt ở đây. Vì thế mà trong đạo Thiên Chúa nó có hai cái câu: Thánh thần hai bên dây giáp. Chính ông thánh thì ông ăn theo ông thần là quản lý, nhưng mà ông được quyền xúi ông thần làm cái chuyện này chứ. Thì trong đạo Thiên Chúa nó có ghi câu là nhân danh Cha là Thượng Đế và Con là Đức Chúa Giêsu, Thánh Thần hai bên để hỗ trợ cái đạo này nè. Bởi vì đạo Thiên Chúa đúng là một tôn giáo. Còn trên thế giới này nó có ba cái tôn giáo thôi, chứ không có lớn. Thiên Chúa nè, đạo Thần, đạo Thánh, đạo Tiên. Còn cái đạo Phật nó không phải tôn giáo, đây là một cái khoa học gọi là đạo. Nếu mà nói về năm pháp môn đó thì đạo Phật nó thuộc về tín ngưỡng. Còn cái nói gì chân lý khi mà sự thật, đạo Phật là tinh hoa, nó không nằm tôn giáo được. Vì tôn giáo đầu tiên anh phải là Thượng Đế, điều Thượng Đế bốn ngôi đàng hoàng, nhưng mà ngồi dưới hai người. Đó, rồi con hỏi tiếp đi. Vậy cho con hỏi, loài ngạ quỷ có nhiệm vụ gì trên trái đất này? Loài ngạ quỷ á, thì nó đúng là nó rộng lắm. Loài ngạ quỷ nó trái đất nó rất rộng. Là vì sao? Vì nó sống không bị quy luật nhân quả lực vật lý. Con muốn sống nhân quả vật lý thì con phải mang thân tứ đại suy nghĩ hành động, nó mới có ra nhân quả. Còn ông này ông muốn làm gì ông làm, ông mượn mất xác ai mượn. Bởi vì ông không sống nhân quả mà ông mượn xác con, chu vũ nói gì người ta đập con, đập gần chết cho nó chạy ra. Vì thế mà ông ngạ quỷ này nè, ông ưa cái tín ngưỡng, ông là xuất hàng đầu. Ông ngạ quỷ này tín ngưỡng hàng đầu, tôn giáo hàng thứ hai, tôn giáo nó đẳng cấp cao hơn, thấy không? Rồi còn cái đạo nó là trung bình. Tất cả những gì hiểu cái này là ông này là nó phải hiểu cái nguyên tắc. Cái trong trái đất này quan trọng nhất là cái loài ngạ quỷ. Người chứ, bởi vì là người ta bị cột vào cái nhân nghĩa lễ trí tính, nó không phóng khoáng được cái kia. Còn ông thần là thực thi nhân quả, ông thần giống như là chính quyền á, ta làm cái luật của người ta. Còn mình con người lại sống với cái luật, sống với luật nó cột rồi sao? Còn cái ông kia không có luật gì, ông muốn làm gì cũng làm. Trên trái đất này có ba cái loại, nó mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Giờ con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ năm là: người tu theo đạo Phật có cần có bằng cấp tiến sĩ Phật học không ạ? Thôi thưa Phật thì nó có hai cái giới, giống như anh mù, anh mở mắt ra anh sáng thôi, có hai thứ. Một là anh mù, hai là anh mở mắt, có hai giới thôi. Còn cái bằng tiến sĩ này là ta áp dụng cho người ở thế gian. Ví dụ con đi làm cái gì á, cử nhân thì nó 10.000 đi, ông kia tiến sĩ thì 20.000. Có nghĩa cái bằng để mình nâng cấp về kinh tế và cái tri thức của mỗi người. Đối với đạo Phật tri thức không xài. Trong đạo Phật có nghĩa là học công thức chứ không có học tri thức. Tri thức là đối với thế giới vật lý, mấy ông mù rồi voi đó là tri thức. Còn Thiền Tông nó không có xài bất cứ cái bằng gì. Con suy nghĩ nè, nếu mà nó xài bằng thì lục tổ Huệ Năng không ngộ đạo được. Ông đóng củi mà làm sao ông ngộ, rồi tự nhiên ông nhào lên làm tổ. Nó mình phải hiểu vậy. Tự nhiên cái ông đóng củi trèo lên tổ, một cái ông thần tú mà tu điều khiển 700-800 người mà bị chê tại sao? Đó, vì thế mà cái bằng tiến sĩ chỉ là áp dụng cho người thế gian thôi, để mà kinh doanh kiếm tiền thôi, làm địa vị quan trọng thôi. Về giác ngộ giải thoát hoàn toàn không xài. Giờ con hỏi tiếp đi. Hỏi câu thứ bảy là, thứ sáu là: chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học có dạy giải thoát không ạ? Nó đào tạo rồi, ở đây là đào tạo thì để đi theo cái quy luật nhân quả. Giải thoát nó không có gì. Giải thoát là ta học bằng công thức chứ không phải đào tạo. Ai cũng biết ai. Bởi vì tại sao có nhiều người đọc cái sách đó, họ ngộ đạo. Mà mấy ông mà tiến sĩ đọc không độ, thì cái bằng tiến sĩ là để dùng thế gian thôi. Con suy nghĩ có mang tiến sĩ nào ngộ này không? Hoàn toàn mang vô mà mang danh một cái người học thức rồi, hoàn toàn mất cái kiến thức của tánh Phật liền. Nếu mang danh thì phải dính vào tánh người, mà tánh người thì luân hồi, tánh Phật trở về Phật giới, nhưng mà phải cho đúng thời tiết nhân duyên người ta công bố mới biết đường về. Chứ trước đây không ai nói làm sao biết đường về.
Rồi con hỏi tiếp đi. Ngày xưa Đức Phật có bắt các đệ tử của Ngài lại không ạ? Hồi xưa cái câu chuyện lại nè, thì ông có cho nhưng mà ông có nói câu này nè. Nếu các ông, ta nói mà các ông hiểu lại ta, thì ta chấp nhận. Có nghĩa là hiểu cái lời tôi chấp nhận. Còn nếu mà ông lại ta mà ông biết, ta hỏi không biết gì, ông chửi ta. Ông là người điên, mù. Có nghĩa là sử dụng cái gì thì phải cho rành. Ví dụ như là nói cái này thì hỏi lại đúng, thì rồi cảm ơn. Ông bảo là cảm ơn thôi, chứ không có lại. Lại con người, đẳng cấp con người không có thể là quỳ lại ai hết. Nhưng mà giờ lâu ngày xa lại mình phải chịu thôi, chứ giờ biết sao giờ. Vì thế mà Thiền Tông nó ra đời để nó chuẩn lại. Từ cái đi đứng ăn đứng nằm ngồi, học hành của một người tu sĩ. Các chùa các gì phải nói, bây giờ Thiền chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận là phải nói lại, phải chuẩn, gọi là chuẩn quá lại tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu tiếp theo là nghi thức quỳ gối và trịch vai áo bên phải là nghi thức gì trong đạo Phật? Cái này đó, ngày xưa đó, tất cả những người tỳ kheo thôi nè, nhưng mà tỳ kheo tăng thôi, tỳ kheo ni không được, cư sĩ không được, u bà tắc u bà di không được. Khi mà trình với Đức Phật một cái câu chuyện gì đó, ông Phật ông giảng, mình ra mình đứng mình trình: kính bạch Thế Tôn, con gánh vác được cái chuyện này, vì thế mà con mới trịch cái áo mình phải gánh, trịch giá gọi là gánh vác được. Thì ông Phật có cái bổn phận đó, ta nói ông có gánh vác nổi không? Nếu ông được thì ta chấp nhận, còn không ông phải kéo giáo lại. Vì thế mà khi truyền Thiền Tông duy nhất chỉ có Ma Ca Diếp được quyền trịch giáo thôi, còn bất cứ nghe người kia kiệt bục kiền liên cũng không được trịch. Ông này chơi thần thông mà, rồi mấy ông kia nói chuyện trên trời đó, trịch giáo bên phải duy nhất chỉ có ông Mục, ông Xá Lợi Phất gánh vác cái này đi theo dòng Thiền Tông, duy nhất chỉ có Ma Ca Diếp. Từ lúc đó, vì thế mà danh từ trịch vai áo bên phải trừng Đức Thế Tôn, con xin gánh vác việc này truyền cho hậu thế. Đây là lời nói của ông Ma Ca Diếp, duy nhất chỉ ông này. Lúc đó ông A Nan Đà cũng chưa được, là vì ông tôi chưa thấy. Nhưng mà ông đã chỉ định ông A Nan Đà là làm tổ thứ hai rồi đó. Mà trịch ai giáo nó có cái này. Duy nhất, thời Đức Phật duy nhất chỉ một người được trịch thôi, còn bao nhiêu là phải để giáo hết. Ông thì nói chuyện trên trời, ông có thần thông, không có xài nữa. Người nào gánh vác đi theo dòng Thiền Tông thì người này mới được. Còn nếu không, hoàn toàn không trịch giáo được đối với Đức Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa con hỏi câu tiếp theo là giáo lý đạo Phật Thiền Tông là dạy gì thưa trưởng hoàng? Giáo lý đạo Phật là dạy gì? Chân thật. Cái quyền ký thì nó dạy chân thật 60%. Còn giáo lý nó dạy đúng 100%. Tất cả những cái gì nó manh phui hết. Từ hữu hình vô hình, từ tôn giáo, rồi từ tín nghĩa nó nói hết. Nhưng mà cái này nó rất khó. Ông Phật nói thế giới vật lý mà đưa này vô không nổi, chịu không nổi. Vì thế mà ổng cũng nói, bởi vì ban bệ của ổng đi ra thì bắt buộc phải giáo lý. Nhưng mà giáo lý ổng không có viết về cái thế giới vật lý, mà ổng viết về cái thế giới giải thoát. Vì thế mà cái giáo lý nó cũng khó ra lắm, mà ta nói bằng chân thật. Mà bây giờ 60% nó chửi tới rồi đó, mà lên 80% chắc nó giết chú quá. Thì bây giờ thôi, nếu ai có khả năng lại đây tôi sẽ bàn giao, rồi chịu trách nhiệm mà. Chứ tôi không trách nhiệm, tôi chỉ là người đi lộn, tôi để đây cho lập biên bản đàng hoàng à. Chứ không phải nói rồi ra rồi nói tôi đưa ra rồi này kia nọ nữa. Ông gan bất cứ ai. Mà cái này nó thì phải cấp quốc gia trở lên, cấp thế giới trở lên. Chứ không phải muốn công bố cái giáo lý công bố đâu. Quyền ký là ta nói không có rõ. Vì thế mà chấp nhận cái quyền ký á. Bởi vì tại sao mà tôi xin cái nhà xuất bản tôn giáo gần một năm không cho, tôi mới chuyển qua Hồng Đức. Hồng Đức 7 ngày cho thì ông kia tiếp tục cho. Tôi in 25.000 quyển. Phần nữa là giấy thường, phần nữa là giấy đặc biệt quăng xuống nước 3 ngày lấy lên vẫn còn nguyên. Mắc tiền lắm mà tôi 120.000 một quyển, tôi bán có 65.000 thôi, tôi bắt chịu lỗ á. Tôi phải gan vậy đó, mà 25.000 quyển tính đi. Không phải cái quyển nó dễ đâu, rồi còn quyển giáo lý nữa mà ra. Mà quyển giáo lý là nó đúng ra nhà chùa không dám. Quyển giáo lý thì phải giao cho cấp giáo hội trung ương hoặc là chính phủ
hoặc là UNESCO rồi đó, mấy ông đó, đó được quyền. Mà tôi thấy khả năng duy nhất là chỉ ông UNESCO đó, ha, về tôn giáo trong UNESCO được quyền làm này. Bởi vì ông mà thế giới mà, ông có thể đè bẹp bất cứ ai phản đối. Còn quốc gia mình dám không? Thành ra còn cái chùa còn dám không? Cái chùa nó giống như cái đám đất, nó rậm một cái tiêu luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Con hỏi câu cuối cùng là đạo thần và đạo thánh có dạy tu giải thoát không ạ? Đạo thần dạy làm thần, đạo thánh làm thánh, giải thoát cái gì? Giải thoát cái gì nhất? Cái đạo Phật nó có 6 pháp môn, nhưng mà không, thứ 6 mới giải thoát thôi. Còn 5 pháp môn kia tu để thành, để chứng. Còn thần thánh là ở đây, thế giới này, thế giới vô hình. Thần là thế giới vô hình mà mạnh, và thế giới hữu hình thánh là hiển linh. Tối ngày cái lo cái hát thuật khắc xiệt không là làm sao thành Phật được, làm sao giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn ạ. Thêm này thì còn mấy người nữa giải quyết cho nó hết. Tiếp theo xin mời anh Trần Minh Khánh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi ạ. Dạ, xin chào trưởng ban và ban quản trị trường Âm Tân Diệu. Con tên là Minh Khánh, ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Con là người tìm hiểu đạo Phật Thiện Tông. Hôm nay xin trưởng ban cho con hỏi 9 câu. Câu 1, giảng sư Thích Phước Tiến ở tu viện Tường Quân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cất tu viện đem Đức Phật A Di Đà vào thờ và làm lễ vía Phật A Di Đà. Như vậy giảng sư Thích Phước Tiến tu theo pháp môn nào của đạo Phật? Nói đúng là tu cũng không biết nữa. Tu viện là của đạo trời, ông Phật là ông Thích Di Đà là tu tịnh độ. Rồi ông ghép hai cái này lại, tu cũng không biết ông tu cái gì. Làm sao trả lời được? Giờ con suy nghĩ đi. Hai cái nó không có gì giống như nào hết. Thế giờ biết ông tu cái gì? Ông tu Di Đà là không đúng. Ông tu Di Đà tại sao mà ông đưa vô cái tu viện? Mà tu viện sao đưa ông Di Đà thành cái theo này? Thôi để bữa nào chú học chiếm, chú hỏi ông. Ông tu cái gì vậy? Nha. Rồi hỏi câu khác đi. Cái này có là chú không biết được cái tu của ông nữa. Rồi hỏi tiếp. Dạ, câu 2. Tiêu chuẩn của một giảng sư đạo Phật là như thế nào? Tại sao một vị thầy như Đại Đức Thích Phước Tiến tu ở tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố 4 câu? Câu 1, tôi là thầy mù sờ voi. Câu 2, đụng đâu nói đó. Câu 3, tôi không giác ngộ đạo Phật. Câu 4, tôi không biết Phật tánh là gì. Thế mà được cấp bằng giảng sư Phật học đi giảng trong và ngoài nước. Xin trưởng ban cho ý kiến Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến tu ở tu viện Tường Vân có đủ tư cách là một giảng sư đạo Phật hay không? Nếu mà xét bình dân là không đủ tư cách. Nhưng mà xét về cái chuyên môn là cái người chuyên môn người ta cấp, người ta thấy đủ tư cách. Thấy không? Nhưng mà có một điều là chắc có lẽ là cái người cấp đó không có kiểm soát. Giống như mình đi truyền thiền mà không kiểm soát. Phải là người ta nói tôi người mù mà lại cấp cái ông mù đi giảng đạo. Rồi tôi không biết rồi này kia đó. Đặc biệt cái người mù mà cấp đâu mà nó kẹt đó, thì bây giờ thôi giờ chỉ có nước là hỏi cái ông á, hỏi cái ông cấp á, coi cái bằng là bữa nào ký, hỏi ông cho cái bằng ông cho tôi coi, rồi có người nào ký tên vô đó thì hỏi người ta. Chứ còn nếu mà chú nói trật trúng không được là gì, người ta xét nghiệm, người ta công nhận ông như cái gì người ta mới cấp cho ông chứ. Giống như một hiệu trưởng ta muốn ký cái giấy thì ta phải hiểu đứa học trò. Còn bây giờ thì ổng phải tìm lại cái gốc cái người ký như thế nào. Mà trước nhất một người mù mà được cấp giảng sư là rất hay, giỏi. Có nghĩa là chắc có lẽ là cũng tài lắm á, tài lắm mới được cấp cái bằng này. Một người mù mà dám lái xe đó tôi thấy cũng cay á. Thì thôi chỉ nói vậy thôi, rồi để từ từ nó chuyện này sẽ mở ra. Mà thứ nhất đó, con hỏi là giáo hội vậy. Thứ nhất, ban hoằng pháp đi thì phải giáo hội ký cái giấy phép này. Ban hoằng pháp không có.
ban hoằng pháp có chịu trách nhiệm, giống như là ban hoằng pháp giống như quốc gia mà là bộ giáo dục, anh muốn cử ông này giảng đi dạy cái gì thì bộ giáo dục nó phải ký cái giấy này, ký cái bằng này, anh đủ tư cách không, anh có chuyên môn không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu 3, người dân mà muốn tìm hiểu đạo Phật thì phải tìm hiểu như thế nào? Tìm hiểu căn bản nhất, thứ nhất là mình là cái gì, Phật là cái gì, đạo Phật là cái gì, ông dạy cái gì, mình phải giải tỏ được hết cái này thì người đó mới tìm hiểu đạo Phật đúng. Thấy không? Có nghĩa là mình, ông giáo chủ này ông dạy cái gì, tôi hỏi cái này nè, nếu mà con tìm hiểu rõ thì con tu mới đúng. Còn ông nghe người ta nói gì con cũng gật đầu là thua, là mê tín liền. Muốn tìm hiểu thì phải có cái đầu sáng suốt, đừng có tin tầm bậy tầm bạ. Cái đạo Phật vô, ai cũng biết đạo Phật giác ngộ và giải thoát, con phải tìm cái chỗ này nè. Giác ngộ ông dạy cái gì, giải thoát công thức như thế nào. Người tu đạo Phật muốn vậy phải đi hai cái căn bản này, rồi từ đó thì mới giải mã được tất cả những cái gì mà mình thắc mắc. Còn nếu mà không hai cái điều kiện này thì có nghĩa là mình chui vô đạo Phật là tu mù thôi, giống như mù rồi voi thôi, ai nói gì cũng dạ. Thứ nhất tu mà vô mấy cái ông mà bắt cúng tụng lậu cầu xin lại lậu, thôi chạy đi, tu đạo Phật không tốn tiền à. Anh tu á, còn muốn tốn tiền thì ông đi làm từ thiện á. Anh làm từ thiện ông không có vô chùa, nhưng nói là từ thiện không vô chùa mà đi vô quỹ ban á, quỹ ban phường, quỹ ban xã. Trong cái quỹ ban phường và xã nó có cái gọi là cái thương binh xã hội đó. Thương binh là nó lo cho những người lính bị thương hoặc người già, xã hội là nó cũng lo cho người già neo đơn nghèo khổ, vô đó đó thì mới đúng. Chứ hoàn toàn thiền tông và ra đời là đừng có nên vô chùa cúng. Nhưng mà có thể cả chùa thế này, cái chùa người ta đóng ở đây thì quỹ ban nó cần thì anh em góp tiền được, giúp được, nó đúng thôi. Chứ hoàn toàn các chùa không có sử dụng cái này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ. Câu 4, tôn giáo là gì? Xin trưởng ban trả lời cho. Chứ tôn là một vị được tôn kính. Tôn kính này nó có ba cái danh từ, như đạo Thiên Chúa là Thượng Đế, đạo Tiên nó là Ngọc Hoàng, còn đạo Câu Đài Đứng Chí Tôn. Mình tôn kính ba cái ông này nè, vì thế mà nó có cái danh từ tôn giáo được. Đó, mình tôn kính tôn kính lời dạy của ba cái ông này. Nhưng ba ông này có một thôi chứ không khác đó. Ba ông này là một thôi, một danh hiệu thôi. Đi ở miền Nam thì anh hai, chứ ra miền Bắc nữa anh cả, cũng có một ông thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu 5, đạo giáo là gì? Đạo là một đường lối và một lý luận, một lý thuyết. Vì thế mà tất cả người lập đạo nó khác. Mà cái đạo này á, ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói điển hình như ông đậu dừa, thấy không? Ổng tu sao đó, ổng ăn cái dừa thì ổng thích, ổng thích, ổng viết ra cái lý luận về cái trái dừa hoặc là vừa lòng người đó, ổng viết rất hay, thì gọi ổng là đạo vừa hay đạo dừa, không phải tôn giáo rồi, không tín ngưỡng luôn. Mà ổng có cái bài giải trình rất hay vấn đề nguyên tắc, vì ổng là một kỹ sư mà, kỹ sư Nguyễn Thành Nam mà học ở ba Pháp mà, có cái trình độ cao lắm. Nhưng mà có một điều là ổng không thoát được cái quy luật vật lý, ổng không hiểu quy luật vật lý nên mà ổng vướng vào cái đạo. Bởi vì trên trái đất này nè, cái người mà giàu nhất nó để làm gì? Người ta mới mơ mộng tiếp nữa. Bây giờ duy nhất kiểu gì cái mà người ta kính trọng nhiều nhất là lạp đạo, ta lại. Nó có do cái tưởng của con người mà nó chết gì đó. Tất cả đạo gì thành lập là do cái tưởng. Mà tưởng thì bị mấy ông thánh gạt, nhào vô, rồi muốn xưng gì đó là xưng. Rồi đạo nó vậy đó, gọi là một đường lối hoặc một lý thuyết, một vấn đề gì đó. Hiện giờ ở miền Tây nó có nhiều cái núi, ví dụ ông vô cái đạo Kỳ Hương, cái đạo của ông đầu tiên là đạo Kỳ Hương, ông vô ngồi ông phát thôn từ người Kỳ Hương. Nhưng mà ông ngồi được 8 cái núi thì ông được xếp là Bửu Sơn Kỳ Hương, ông đã thành đạo 8 trong 8 cái núi này, ông giỏi vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 6, vậy là tín ngưỡng là gì? Tín là tin, ngưỡng là ngưỡng mộ của gì gì đó. Ví dụ thấy cái miễu người ta đó, ông bà nó linh thì lại có lợi con lại, là tín ngưỡng.
tín ngưỡng hoàn toàn, sai hoàn toàn 100%. Nhưng mà có một điều là nhà nước không cấm được là sao? Vì cái tín ngưỡng người ta, bây giờ có nhiều thấy, có nhiều cái, họ đem con bò đó, họ nói cái miễu này lên bò này, rồi sao lên sao? Cái tính, tất cả cái miễu đó nó thuộc về tín ngưỡng đó. Mà bây giờ nó không có, chứ ngày xưa tôi nhớ là có thào con trâu, con bò, con heo vô luôn đó. Vì thế mà bây giờ hiện giờ thì cái miễu thì đa số là ta thờ cô hồn. Mà nếu cô hồn với đẳng cấp nhỏ mình tin là mình sai rồi, rồi thuộc về mê tín rồi. Nhưng mà cái dân trí của người Việt Nam nó quá thấp, không thể dẹp được cái này. Vì thế mà Thiền Tông nó ra đời để nói từ từ. Bây giờ tất cả những người mà nghe chùa Thiền Tông nói mà thấu hiểu thì bắt đầu người ta bỏ bớt. Bây giờ nếu mà Thiền Tông mà nó cho sống thêm 10 năm thì nó xóa được bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam. Bây giờ hiện giờ là chùa mình đó, đang 7.000 cây Phật tử, trên 1.500 Phật gia. Vì cái số này có mê tín không? Nhà nước không quản lý này mà rất nghiêm túc. Mấy ông này chiều mở cửa nó không vô lấy đồ nữa. Còn mấy ông kia mà không có cái này nó vô nó lấy hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 7. Trong đạo Phật có mấy ân? Xin trưởng ban giải thích. Trong đạo Phật thì nói là tứ ân. Nhưng mà Thiền Tông nó có 3 ân thôi à. Đạo vật lý tứ ân chứ đạo Thiền Tông 3 ân. Ân thứ nhất là nhờ quốc gia bảo bọc cho mình ngồi đây ăn nói an ninh chính trị, mình nói là ân thứ nhất là ân quốc gia. Ân thứ hai là cái ông Phật Thích Ca đưa cái dòng Thiền Tông đến đây. Ông thứ ba là bà Thiền Sĩ Lý Thảo hoặc ông Trần Nhân Tông, ông đưa cái này. Tôi chỉ là người thừa hành thôi. 3 ân này. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu không có người cúng, thành ra cái kêu bằng đàn na thí chủ cúng á, Thiền Tông không có cái này, thành tôi không có mặc cái ân này. Nên nhớ Thiền Tông không có 3 ân, còn vật lý 4 ân. Phải đàn na thí chủ đến cúng tiền. Anh mà không đến thì anh mà anh đốt cái nhang lại đó, không cúng ông dồn mà đốt chi vậy. Vậy cái thùng phước điền phước xương của ta không quăng vô. Cái ân đó là ân để nuôi những người trong chùa đó, đó là đàn na thí chủ 4 ân. Thiền Tông 3 ân thôi, không xài cái kia. Ai vô nổ thì vô nổ thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu 8. Làm từ thiện làm sao cho đúng với luật pháp? Bây giờ nó từ thiện là quốc gia nào cũng vậy. Bây giờ mình nói quốc gia mình đi, thì ở trung ương thì nó có cái bộ thương binh xã hội. Cái thành phố trực thuộc trung ương thì nó có phòng sở thương binh xã hội. Cái huyện huyện thì nó có phòng. Còn ở địa phương nó có cái ban. Muốn làm đưa vô đó là gì? Bây giờ tôi nói tất cả những đi làm từ thiện mà vô cái chùa làm không có phước. Vì vô cái phước mấy ông chấp. Bây giờ đó, ví dụ hàng năm ngày thương binh liệt sĩ ha, con muốn có tiền con vô trong xã đó. Bây giờ tôi đóng góp bao nhiêu đó tôi tham gia năm nay là cứu trợ bao nhiêu người, giúp bao nhiêu người. Chính cái đó người ta đưa chính xác cho cái người cần thì con có phước rất lớn. Còn nếu đem vô trong cái chùa ông thầy ông ngắt, tôi bảo đã 100% phải ngắt bỏ bớt ha. Đưa anh Tâm thì ổng nói thôi giờ tôi làm 50, 70, 70% thôi. Nó kẹt hết chỗ đó. Thì lên liên hệ với chính quyền. Còn nếu mình không tin người ta đó thì tôi đi tháp tùng luôn. Tôi cho 100 phần quà cho 100 người. Đúng không? Thế đúng. Nhà nước không có làm tầm 7 đâu. Bây giờ nếu mà vô trong cơ quan nhà nước mà làm tầm 7 cũng không được nữa là gì? Cái ban bể người ta ngồi đó. Bây giờ 5-7 ông thì không lẽ được 5-7 ông chia. Có ông mà ông tử tế ông chia rồi ông la lên rồi sao? Vô nhà nước, mình ở đây thì vô địa phương, xã, ở thành phố vô phường. Đi làm từ thiện cái này rất đúng nhất, nhưng mà phước đức trọn vẹn. Nên nhớ là làm cái này phước đức trọn vẹn. Còn vô chùa hoàn toàn nó bị ngắt hết. Rồi có nhiều vô tình mình đẩy người ta đi vào trong cái tội lỗi nữa. Đó, mình phải hiểu mình làm cái gì phải trí tuệ, còn không trí tuệ thôi đừng làm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu cuối tiêu chuẩn một thánh tăng là như thế nào? Gì? Tiêu chuẩn một thánh tăng như thế nào? Tiêu chuẩn một vị thánh tăng. Bây giờ ông đó, ông phải cái gì cũng thông hết,
không hết giáo, từ giáo lý hoặc giáo luật, giáo kinh, giáo lễ, ông phải là ngồi làm một thánh tăng. Nhưng mà thông phải thực hiện cho đúng nè, chứ không phải thông rồi bỏ, không phải đâu. Thì giá áp này, chư thánh tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn. Cái đi giúp người ta không có sợ ngày đêm vậy đó, thì mới gọi là một thánh tăng. Chứ còn anh đi mà anh cùng dồn tới giờ lui mà tôi đi bộ, tôi không đi. Thánh tăng đi bộ luôn, muốn giúp đến này đến tới đó, thấy không? Không cần màng đến tiền bạc. Thánh tăng là phải vậy đó, chứ không phải thánh tăng mà tiền hô hủng. Thánh tăng người đưa anh lên là kể như là anh phàm phu tăng rồi, chứ không có thánh tăng đâu. Tiêu chuẩn thánh tăng như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết à, xin cảm ơn trưởng đoàn. Tiếp theo xin mời cô Trương Thị Hảo ở Bà Rịa Vũng Tàu đặt câu hỏi ạ. Dạ, thưa bác Nguyên Nhân, cháu là Trương Thị Hảo, cư ngụ tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7. Cháu có mấy câu hỏi, xin hỏi bác. Câu thứ nhất, muốn vãng sanh lên cõi trời sống, tự mình thực hiện được không? Được, tất cả trên thế giới này là do tự mình à. Ông thầy chỉ là công thức dạy thôi, chứ còn tất cả những gì mà thực hiện được. Muốn vãng sanh lên cõi trời về cực lạc đi, thì mình phải mơ mộng, mình nhớ cái chỗ đó là vui sướng đó. Trong kinh nó nói rất vui sướng. Thì cái ngày nào mình cũng mơ mượn đó, mình có thể tụng kinh luôn được. Nhưng mà có một điều á, phải kèm theo cái số tiền. Giống như mình đây, mình đi Mỹ á, ngày nào tôi mơ mộng đi Mỹ, cứ ngày nào cũng lấy hình ra Mỹ coi. Nhưng mà trước đi thì phải có tiền. Vì thế mà giảng sanh phải làm phước đức cho thật nhiều, chứ không phải giảng sanh kiếm 5-3 triệu rồi nó tôi giảng sanh không có được. Giống như mình đi Mỹ, người ta quy định là 10.000 đô, ít ra cũng phải tới 10.000 đô hoặc hơn. Còn nếu mà 8 nó không cho đi. Mà cái này là do mình thực hiện à. Còn nếu mà mình đưa cái ông khác á, nói giờ tôi muốn dẫn sanh nhờ ông thầy tụng, tôi hoàn toàn không được. Tôi bảo đảm là ông không làm được. Chính ổng, ổng mà chỉ nhận mình tụng kinh được rồi là ổng đã có cái ngã rồi. Ổng muốn lấy cái số tiền này nè. Thành ra có số tiền mà con đưa cho cái ông thầy tụng hoàn toàn không có phước đức, không giảng sanh được. Giảng sanh là tự mình. Đức Phật dạy là công thức tự lực cánh sinh bằng công thức giảng sanh. Mà quan trọng nhất là tiền, phước. Không có cái này đừng có tùng mắc công lắm. Giống như không có tiền mà đòi cái tối ngày cái đi Mỹ hoài, không có đâu. 1 triệu năm nó không lên đi được. Rồi hỏi tiếp đi. Tu theo đạo Phật Thiền Tông lợi ích như thế nào? Trước mắt là không có mê tín rồi, không có đi cúng tụng lại lục, nào bao nhiêu đó, không tốn tiền xe đi tam bậy nè, không có đi cúng lại lục cầu xin ai, bao nhiêu đó rồi cũng đủ rồi. Mà tính đi, chủ nhật nào cũng đi, rồi sao? Tôi thấy có nhiều người chủ nhật nào cũng đến chùa, hỏi họ làm gì? Chỉ nghe đạo, nghe thôi, không biết nghe cái gì. Còn bây giờ Thiền Tông biết bây giờ, Thiền Tông nó ra đời rồi, ở nhà mua cái tivi 10 mấy inch gì, vỡ coi sướng hơn. Còn có giờ giờ tới đây ta nói cho, rồi bây, nó xóa đi bằng Thiền Tông, nó là thực tế, nó xóa đi tất cả những mê lầm của con người. Giác ngộ giải thoát là cái gì, nó nói rõ ràng hơn. Mình phải hiểu á, Thiền Tông thực tế vào khoa học. Vì vậy mà dân dân Việt Nam có nói là đạo Phật có cái tinh hoa. Các nhà khoa học, nhà vật lý học thế giới người ta bảo là đạo Phật có tinh hoa của nhân loại. Nó quan trọng lắm chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Kết quả cao nhất đạo Phật Thiền Tông là gì? Kết quả cao nhất là về Phật giới, giải đi ra khỏi cái quy luật vật lý này, trở về bên đó, đó là cao nhất đó. Chứ trong này không có cao gì trời. Còn nếu trong này học mà càng tu càng lâu, thành ông hòa thượng thôi, lên tới đó hết bức rồi. Lên tới đó là 90 tuổi rồi, hết bức rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tu theo đạo Phật Thiền Tông có phẩm cấp không? Có 3 phẩm cấp. Phẩm cấp thứ nhất là cái người hiểu căn bản về đạo Phật Thiền Tông ta, mà có cái đơn yêu cầu người ta cung cấp cho mình là Phật tử Thiền Tông, có con người hiểu về Thiền Tông. Phẩm cấp thứ nhất. Còn phẩm cấp thứ hai đó là một Phật gia Thiền Tông, có nghĩa là một Phật tử mà ta đã tìm hiểu sâu này, ta có kể lưu suốt rồi
có bài giải trình mà nói rất rõ ràng về cái này. Rồi tất cả người thường hỏi cái người này, người ta trả lời được thì được là Phật gia thiền tông. Của Phật gia là cái gì? Cái nhà Phật, cái nhà bà này là cái nhà Phật á, thấy không? Nó lớn, còn cái ông Phật nó khác, cái này là cái nhà, cái bà này ở trong cái nhà mà bà hiểu cái Phật, không tu. Cái ông này đó, nó gọi là Phật gia thiền tông, giải mã tất cả. Nhưng mà với điều kiện là cũng phải có đơn, rồi yêu cầu người ta truyền thiền, người ta cung cấp cho tất cả những cái hồ sơ để về Phật giới, mới đúng một tiêu chuẩn của Phật gia. Chứ không phải là tôi xưng Phật gia không được, phải có giấy tờ, thế giới này phải có giấy tờ, rồi chứng nhận mới được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Căn cứ vào đâu chùa Thiền Tông Tân Diệu tu không được dụng công? Bây giờ thế giới vật lý này nè, nhớ mình máy động thì nó phát ra cái quy luật vật lý, nó cuốn. Vì thế mà ông Phật nói, nó cuốn gì thì cuốn, nhưng mà mình tạo được cái công đức, nó phá được cái này. Nhưng mà nó phá được cái này là anh phải tìm được cái công thức đi ra. Chứ nếu mà trong thế giới này chỉ suy nghĩ hành động là nó bị nhân quả. Vì thế mà không được tu. Ta nói cái công thức chứ không được tu, chứ còn mình muốn tu thì kệ mình. Có nhiều người truyền thiền rồi mà vẫn tu. Thì tu thì nữa đi thì theo quy luật vật lý chứ không gì giải thoát được. Bây giờ anh tu theo cái này á, mà anh có tạo công đức bao nhiêu cũng không về được. Mà theo này kia là không về được là sao? Là vì vừa tu là ông thần phải bôi liền để cho ông sống theo quy luật vật lý này. Vì thế mà ông Mahakajip sống ở trên trái đất này, 4 trái đất, 3 trái đất, 36 tỷ năm, một trái đất 10 tỷ, thì ông phải sống trái đất thứ tư ông mới về được. Mà cũng may gặp ông Thích Ca chỉ đường ông về, chứ không có xin tuốt đi tuốt tiếp. Rồi hết tiếp đi. Con người làm sao không khổ? Con khổ là do con người bị tưởng thôi. Mới rứt tay chút xíu tưởng nó bị này đi kia là tưởng nó khổ. Bây giờ mấy bữa trước ăn ngon quá mà nay không có đồ ăn ngon, tưởng khổ. Thì có gì ăn lấy làm sao tưởng. Ông bắt chước Trần Nhân Tông nói ăn mệt ngủ, không có nói ngon dở vậy. Có đói ăn là tốt rồi. Con người tưởng là do cái tưởng, do khổ là do cái tưởng. Mà chính con người tưởng nó mau già lắm. Nên con người đừng tưởng nó lâu già đó. Chết còn gì, sống cũng vì cái tưởng, mà chết gì cũng vì cái tưởng này. Giàu cũng nghèo cái tưởng này, cái gì nó vậy đó. Muốn không tưởng, không khổ, đừng tưởng. Buông, ông Hiền Tông nói sử dụng cái chữ là buông. Rồi là hết tưởng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Sống làm sao không bị vong nhập xác? Thì mình đừng có mơ. Tối ngày cái cúng rồi muốn cho vô linh. Thứ nhất là mấy cái bà thấy người ta coi bói hay quá, cúng để gì? Nó nhập vô để nói quá khứ vị lai thì làm thầy bói cho mình. Nhưng mà nên nhớ là nói giảng vậy chứ bây giờ là cái tần số anh mà ở tầng 4 á, từ 3 tầng 4 anh thích lắm, không được, không phá vỡ được, thành con người đó vong mới nhập xác được, thấy không? Mà hên lắm á, tạo công đức ra thì cái vong không vô. Bắt buộc có công đức tự nhiên không vô. Hoặc là tất cả những người mà vong nhập xác đem cái máy vô cái tụng là ta biểu nó vong, nó không dám vô. Nhập thì nó phải vô, cái này còn vô cái sườn dương nó không dám. Bởi thế giới này gọi là thế giới âm dương. Âm á, thì nó mới theo, đúng theo cái tần số nó mới vô, còn dương nó không dám vô. Vì thế mà bỏ cúng, bỏ tụng, bỏ lại, bỏ cầu, bỏ xin, bỏ tưởng đi, chồng hoàn toàn không nhập. Rồi hỏi tiếp. Thiền Tông nói là không luận bàn ai làm gì mặc ai, cớ sao lại tổ chức tranh luận với quý thầy để làm gì? Cái này tôi đâu có tổ chức, mà người ta muốn tôi phải tổ chức để đáp ứng lại cái này. Tại vì Thiền Tông nó ra là nó phá, người ta tức lắm. Người ta muốn cái là đến đây tìm sự thật. Nhưng mà chưa, từ nay 2 năm chưa có, nhưng mà đăng ký rất nhiều. Cứ mà đăng ký với tôi rồi, nhưng mà không dám lại, tôi cũng không biết sao. Tại vì cái này nhu cầu của người ta, chứ không phải tổ chức cái chùa này muốn tranh luận. Mà người ta muốn tranh luận thì mình phải đáp ứng. Tại vì có mình ở đây có bổn phận là phát cái này ra, thì người ta đến ta bắt buộc người ta phải tìm hiểu. Giờ không lẽ mình trốn. Thử thật không có tranh luận, nhưng mà người ta yêu cầu phải thực hiện cái này. Ông Phật bảo yêu cầu phải thực hiện cái này. Anh không thể, anh nói ra anh phải che trốn được. Anh nói ra là anh phải đi tới cùng đó.
Vì thế mà nó có người ta hiểu lầm, không phải là tranh luận, mà đáp ứng cho người muốn tranh luận. Nhớ là đáp ứng cho người muốn tranh luận, chứ không phải là thiền tông muốn tranh luận. Rồi, câu hỏi tiếp. Con xin hết, con xin cảm ơn. Xin mời vị cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay là chị Vũ Thị Hiền ở Hà Nội ạ. Người sau cùng. Dạ, kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng với tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. Cháu tên là Vũ Thị Hiền ở Hà Nội ạ. Cháu có một số câu hỏi, kính mong soạn giả Nguyễn Nhân giải đáp cho cháu cùng với tất cả các quý vị ở đây được rõ ạ. Câu thứ nhất của cháu là luận bảo vương tam muội là gì ạ? Luận bảo vương tam muội, cái câu này rất hay mà chưa giờ không ai dám nói. Trong cái mặt trời đó, nó có một cái viên đá gọi là cái đá mão của ông vua, viên đá diệt thạch bằng cái mão ông vua. Điện khí hydro nó bám vào trong đó, nó cháy ra để nó phát ra cái lực. Cái khí hydro nó có 1 triệu độ thôi. Có 1.000 độ thôi mà nó phát ra, nó ra 1 triệu độ. Mà trong cái viên đá này nó có mặt của ông vua, gọi là bảo vương. Cái này không phải là luận, bỏ chữ luận đi. Nếu thêm chữ luận nó sai, người ta lý luận đó, lý luận nó sai cái này. Kêu bằng cái bảo vương. Vì thế mà tất cả những người mà ta vẽ cái mặt trời đó, vẽ có cái mặt của ông đó, chính là cái mẫu này nè. Người ta là bảo vương tam muội. Nhờ cái mẫu này mà cái mặt trời nó cháy, nó phát ra cái nhiệt độ cao được. Nghe không? Đó là bảo vương, bỏ chú luận đi. Luận là lý thuyết, không biết. Đây ta chỉ thẳng thôi, không có lý thuyết. Nó là chân thật, nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu thứ hai, cháu xin soạn giả Nguyễn Dân giải thích cho cháu, bát phong là gì ạ? Bát là tám, phong là gió. Thật ra nó nói đúng là bát phong bất động. Vì thế mà cái ông A-la-hán tu bát phong bất động thành A-la-hán cái này, thì nó có 4 cái trường hợp. Đến vui với mình không chấp nhận. Nha. Rồi đến buồn với mình cũng bỏ đi. Vui là gì? Được không được, là giàu không vui nè. Rồi cái gì mà nó đến với mình được á, thì mình không vui. Còn cái gì nó đến mình, người ta quỷ nhục mình, người ta chửi mình, người ta nói xấu nó tốt gì không đấy. Gọi là 8 cái gió này nè, nó đưa vô cho con người đó mà con người bất động. Thì con người này áp dụng cho người tu A-la-hán. Có nghĩa ông A-la-hán chửi không thua vậy đó, mà khen ổng còn không chài, thì mới trở thành bất động mà. Bát phong bất động thì nó mới đẻ sanh là cái chữ A-la-hán. A-la-hán là của tiếng nước ngoài, còn mình là tiếng Việt Nam mình là bất động. Vì thế mà nó giải mã được ông tu A-la-hán là ông tu bất động, là cái chỗ này. Mà phải 8 cái này nè, 4 cái khen và 4 cái chê, đó là nó cộng cộng là 8 phong bất động. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người mà chứng quả A-la-hán thì có nhiệm vụ gì ạ? Sau khi chết thì họ có nhiệm vụ gì ạ? Cái A-la-hán đó nó có 18 tầng tùy theo. Ví dụ cái ông mà ông tu A-la-hán đó, ông chứng được cái phần tịch diệt thôi, là ông chỉ biết tịch diệt vô hang núi ở thôi, không có làm gì đó. Mà nếu mà ông tu A-la-hán mà cấp bậc 2 là giúp đỡ cái người nào mà bị quan trái ấy, thì ông hai cái này là ông ra ông giúp đỡ xong rồi ông mới vô trong cái chỗ thanh tịnh ông ở. Rồi bật ra bị A-la-hán có 18 xuồng mà Thế Điên Hòa Thượng nó chỉ lên được có 4 thôi, không có lên được 6 năm. Mà ông Phật có dạy hết cái này, nhưng mà giờ thế giới không ai học được qua thứ năm, chỉ dứt chỉ Thế Điên Hòa Thượng đó thì mới được 4 cấp thôi. A-la-hán là con người tu không động và phát ra được 18 cái thần thông. Nhưng mà tùy theo. Bây giờ ông về ở Trảng Bà tôi không nói, ông mới phát ra được cái thần thông diệt thôi, diệt thân thôi. Còn mấy kia ông hiểu. Chứ nếu hiểu á, một người A-la-hán mà ông đó mà ông ấy thì hiện giờ mình thấy xáo trộn thế này, ông sẽ đi phá đó. Người nào có gì ở ngoài là hết. Nhưng mà ông làm được thì thôi, ông trốn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo, bác giải thích cho con là tuổi thọ của vị A-la-hán là bao nhiêu ạ?
tuổi thọ la hán nó không có tuổi, tại vì người ta sống cái nguyên tắc á, cái thế giới này là mình sống bằng cái quy luật nhân quả đó, thì dù ông thần ông cũng phải có tuổi, còn ông la hán là ông sống bất tịnh. Rồi con suy nghĩ sao đây, con một ngày ăn cơm hai lần, ổng không ăn một sáu tháng mới ăn, bởi vì ổng bất động mà, ổng bất động thì calori nó không có tốn, nó không có hao. Giống như cái chiếc xe con rồ máy nó chạy hoài, thì còn cái kia ổng rồ, ổng rồ ổng để hoài, xăng nó vẫn còn nguyên. Vì thế mà không nói tuổi thọ A-la-hán được. Có khi ổng sống cả ngàn năm, ổng không có xài hết á. Bởi vì lúc nào ổng sống mà có sự sống, nhưng mà ổng sống trong bất tịnh. Có nghĩa là giống con cái xe đổ xăng mà con ổng không cho chạy máy, thì làm sao biết cái thời gian. Thời gian là do ổng sử dụng cái năng lượng á, thì nó mới ra tuổi thọ. Vì thế A-la-hán được xếp vào không tuổi thọ, mà A-la-hán được quyền trở lại, buồn quá trở lại là 10, rồi bắt đầu mới đầu luân hồi tiếp á, mới có tuổi thọ. Thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục có tuổi thọ hết, nhưng mà A-la-hán không có, tùy theo cái sở thích người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, bác cho con hỏi là vì A-la-hán mà muốn trở về Phật giới thì phải làm sao ạ? Phải trở lại làm người, mà phải gặp cái ông toàn năng toàn giác dạy thì ông mới trả lời được đúng công thức đó. Mà nhưng lại nhớ là khi A-la-hán trở lại đây nó rất khó, là vì ổng ý ổng có cái này kia thì ổng trả lại nữa, ổng ra qua cách nắm vô minh rồi thì ổng lại thích nữa. Thành ra tất cả những người chứng đắc ở đây trở về Phật giới rất khó, là vì vô rồi nó quên nữa rồi thì cũng nhớ tới cái vụ vật lý thôi. Vì thế A-la-hán trở về Phật giới không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo bác cho con hỏi là thiền na là tu gì ạ? Thiền gia phải không? Thiền na. À thiền na. Chữ thiền là cái nhà, cái chùa thiền. Na là cái nơi chứa dạy thiền, ta gọi là đến thiền na. Thiền na này nó thế là chiếc chùa, chiếc chùa mà tu thiền á, thấy không? Chứ không khác, cái này nó đổi danh từ thôi. Thiền na, mình ở đây gọi là chùa thiền, từ Trung, người Trung Quốc nó gọi là thiền na. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo bác giải thích cho con thiền Vipassana là thiền như thế nào? Thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ. Trong 137 pháp quán trợ đạo của Đức Phật, thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ. À, trong tứ niệm xứ nó có hai cái giới. Một tứ niệm xứ hoặc là tứ diệu đế, nó tứ diệu đế cũng nằm trong thiền Vipassana. Cái danh từ này nó dịch ra hai cái danh từ, có nghĩa là tìm bằng sự thật của tứ đại, gọi là thiền Vipassana. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi cuối cùng của con là tại sao ngài Đường Tăng đi thỉnh kinh lại phải là đi thuyền không đáy ạ? Lại đi bằng thuyền không đáy ạ? Thì đầu tiên ổng đi thỉnh kinh, ổng đâu có gì thỉnh được kinh đâu. Đi thỉnh kinh ạ? Biết rồi, ổng thỉnh kinh đầu tiên ổng đâu được thỉnh kinh đâu. Ổng thỉnh kinh vô tự, không có gì hết, giống như thuyền không đáy, thấy không? Sau cùng ổng trở lại lần thứ hai, ổng thỉnh kinh thì thuyền mới có đáy. Thuyền có đáy là thành cơ nên là nó lũng, là nó không có cái đáy. Thành ra ổng không biết cái gì hết. À, cái đó là giải thích theo của Đường Tăng. Còn nếu mà nó theo cái bản tánh tham của người đó, là con người tham không đáy. Nhưng mà hỏi cái này nó áp dụng đúng trong đó là cái thiền thỉnh kinh là kinh vô tự. Ta đi thủ kinh trở về mà không có chữ nào thì ta nói là không có gì vậy. Thì ta sử dụng là thiền không đáy, là có chỗ ý này. À, rồi sau cùng là đi lần thứ hai thì ông mới có, vì thế mà sao nó có thiền có đáy ông mới về được. Cái thiền ông lên rồi không thấy được, không có nhìn thấy, ủa sao cái thiền nó không có gì rồi, thì ông mới tức. Thì mới vừa nói là thì cái thiền nó chìm thì bắt đầu kinh đó, nó dính nước ông đem phơi, không thấy gì hết. Đó, rồi ông Di Lạc ông có nói đừng để mấy ông thầy ở đệ tử Đức Phật hay lừa. Vì đâu đệ tử Đức Phật mà cũng tham hơn mình chứ đừng nói, thấy không? Vì thế mà sau cùng mới dặn lại biểu cách, cái gì phải cẩn thận, vô thỉnh có kinh tụi mới lấy, không có thôi. Thì câu chuyện này nó có chuyện là thuyền không lái là tại vì thỉnh kinh không chữ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác cho con hỏi thêm nốt một câu nữa, tức là khi mà ngài Đường Tăng quay lại thỉnh kinh lần thứ hai
lại phải biếu cái bát bằng vàng ạ? Ý nghĩa nói lên điều gì ạ? Thế giới này là thế giới ai cũng ham. Nói là cho mấy ông thầy chùa vẫn tham. Cái Phật cầu kế bên cũng vẫn tham. Là cái tánh tham của con người. Anh tu không tu cũng phải tham. Rồi bây giờ nó rõ ràng không? Vô chùa mà không cúng, mấy con tiếp con không? Tới chơi ăn hoài ông chửi. Thấy không? Đó là cái luật quy luật nhân quả, sức hút vật lý. Sức hút vật lý là tiền tài danh lợi. Mà cái kia nó không có tiền tài danh, mà tiền vàng danh lợi. được cái ấy mà giả, ông gõ có đúng thể vàng thiệt không? Hay là đem cái đồ thao ổng chịu đó. Thế giới này nó là vậy. Ông Phật muốn nói thế giới này là thế giới tham, ai cũng tham hết. Tu cũng tham, không tu cũng tham. Điển hình là mấy đệ tử Phật. Ông biết chứ sao biết. Bây giờ ông dạy mấy ngàn năm là bây giờ càng đi sâu vào, càng đạo Phật càng tồn tại, cái tham nó còn mạnh. Hồi xưa có ai cất cái chùa lầu không? Cao lầu cao cất. Bây giờ một lầu không chịu, hai ba lầu tháp, bảy tầng không chịu. Giờ tôi thấy lên 18 tầng. Để làm gì? Cất để làm gì? Để khoe, để tham, cái lòng tham mình thôi. Chứ có gì đâu lại. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của con đến đây đã hết ạ. Con xin cảm ơn Phạm Giảng Ngự Nhân của Ban Quản trị Chùa Tiên Tông Tân Diệu và tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Vũ Thị Hiền và cũng là phần tạm ngân phần giải đáp buổi sáng ngày hôm nay ạ. Ban quản trị xin thông báo sẽ phần giải đáp buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ ạ.